Vâng, xin cảm ơn em xinh xinh đẹp. Xin chào tất cả anh chị em chúng ta đã dành thời gian rất là quý báu của một buổi ngày thứ sáu này để tham gia chương trình workshop thứ sáu hàng tuần về đội FH chúng tôi. Xin hỏi bao nhiêu các bạn đã nghe rõ tôi nói thì xin comment số 1 ạ. Dạ vâng, rất nhiều số 1. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Như vậy là tôi nói đã truyền thông đến các bạn rồi. Rất cảm ơn các bạn. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời rất là trân trọng cảm ơn PDC đã tổ chức và duy trì cái chương trình workshop cứ tối hàng tuần để giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thêm được những thông tin hữu ích để chia sẻ cùng nhau. Và đặc biệt là cảm ơn MC xinh đẹp chúng ta dành thời gian để đồng hành cùng với biệt đội FH chúng tôi. Và rất là đặc biệt, rất là trân trọng cảm ơn tất cả thành viên đã dành thời gian quý báu của mình vào buổi tối thứ sáu ngày hôm nay để tham gia cái chương trình workshop. Đó như là cái nguồn cổ vũ động viên cho anh em chúng tôi được tiếp tục được trao tặng, được cống hiến những giá trị, những cái kinh nghiệm của mình trong việc làm doanh nhân cũng như là những kiến thức mà được học trao truyền từ thầy Hoàng Đình Trọng từ PDCA để giúp cho chúng ta một là thực hiện tốt cái việc quản trị doanh nghiệp của mình một cách hệ thống, một cách bài bản, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ bổ sung cho nhau nhiều hơn những giá trị và những kiến thức trong cuộc sống. Để làm sao là thực sự chúng ta xây dựng một cuộc đời riêng của mình, đặc biệt là đối với mỗi doanh nhân chúng ta thì có một cuộc sống thực sự là hạnh phúc viên mãn. Và đấy cũng là cái lý do và cái chủ đề hôm nay Phúc muốn nên chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Bao nhiêu các bạn là chúng ta sẵn sàng để đón nhận cái chương trình workshop đặc biệt tối thứ sáu tuần này chúng ta để xin comment thật nhiều số 2 ạ. Vâng, thì cảm ơn các anh, cảm ơn các bạn rất nhiều số 2 nổi lên. Vâng. Trước tiên, trước khi vào giới thiệu cái chuyên đề chính thì tôi xin có một chút giới thiệu về bản thân mình. Cho Phúc được hỏi là bao nhiêu anh chị cũng đã từng gặp nhau này hoặc là từng biết đến Phúc thì xin comment cho số 3. Vâng, rất nhiều số 3. Rồi. Thế còn bao nhiêu anh chị đây là lần đầu tiên chúng ta được gặp nhau ạ? Xin comment cho số 5 ạ, lần đầu tiên ạ. Vâng. Ồ, cũng có một số như số 5 nhỉ. À, thế à, thế là đây lại có cơ hội rồi, có cơ hội cho tôi được giới thiệu một chút về bản thân mình nhá. Vâng, rất cảm ơn các anh chị. Cho tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Ngô Văn Phúc. Hiện nay tôi đang sinh sống ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Công việc của tôi thì hiện tại là tôi đang làm chủ tịch của hai công ty. Làm chủ tịch của hệ thống giáo dục trường Lương Thế Vinh Ba Vì với hơn 1.000 học sinh, và tôi cũng là chủ tịch nhà đầu tư của khu du lịch trải nghiệm Eduland, đó là cái phần trong chương trình giáo dục của chúng tôi. Với công việc bên cạnh đó thì tôi đang làm phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp và chủ tịch hội doanh nghiệp của huyện Ba Vì, và đặc biệt hiện nay là tôi đang là đội trưởng biệt đội FOH có tên là Hành Động với 12 thành viên cực kỳ xuất chúng của chúng tôi. Xin một tràng pháo tay các bạn, chúc mừng cho biệt đội FH chúng tôi hôm nay cũng có khá nhiều thành viên được tham gia đến hôm nay đấy. Vâng. Đây là một chút giới thiệu của bản thân mình. Thì tôi đang là đội trưởng biệt đội FH Hành Động, và đúng với cái giá trị tên hành động của nó nên là chúng tôi hành động rất là quyết liệt. Chủ đề tháng 4 và tháng 10 là chủ đề mà biệt đội FH Hành Động chúng tôi sẽ chia sẻ và trao truyền những giá trị, tức là xếp lượt một năm được có 2 lần thôi, 2 tháng thôi, để chia sẻ cho các bạn doanh nhân trong cộng đồng FH, trong cộng đồng PDCA những giá trị và những kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi, hoàn thiện doanh nghiệp của mình, ứng dụng những giá trị kiến thức của PDCA vào trong doanh nghiệp của mình, cũng như là chia sẻ những giá trị liên quan đến công việc, đến cuộc sống thường ngày của chúng ta, giúp cho mỗi doanh nhân là có cơ duyên được gặp nhau trong môi trường PDCA và có cơ duyên được gặp nhau trong cuộc sống này, có thêm được những thông tin, có thêm những nguồn năng lượng để chúng ta làm hữu ích được cho công việc của mình và hữu ích cho chính cuộc đời của mình. Và chủ đề hôm nay là cùng với những chủ đề khác mà trước là các đội trưởng khác chia sẻ, thì hôm nay Phúc sẽ chia sẻ với các anh chị bên cạnh cái việc làm doanh nghiệp của mình thì việc mà chúng ta cần phải kiến tạo lại cái chính cuộc sống của mình, xây dựng kiến tạo một cái hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta. Đấy là cái chủ đề chính ngày hôm nay.
Tôi xin phép được chia sẻ lên màn hình cùng với các bạn ạ. Vâng, cho xin hỏi các bạn đã nhìn rõ được màn hình nhỉ? Như chúng ta đã nhìn rõ được màn hình, xin comment cho số 6 ạ. Các bạn đã nhìn rõ được màn hình tôi chia sẻ chưa ạ? Nhìn chưa đúng không? Cả nhà mình ơi, cả nhà mình đã nhìn được màn hình để Phúc chia sẻ chưa? Thì xin comment số 1 ạ. À, rồi, cả nhà mình đã nhìn rõ, nghe rõ màn hình rồi. Dạ, vâng, rất là cảm ơn cả nhà mình. Vâng, chủ đề hôm nay Phúc muốn chia sẻ đến cho các bạn đó là cái giải pháp kiến tạo hạnh phúc vững bền cho doanh nhân. À, tại sao phải chúng ta có được hạnh phúc thì cần phải có một sự kiến tạo, và hạnh phúc không bỗng dưng nó đến mà cả một hành trình của chúng ta. Và đây chúng ta hướng tới sự hạnh phúc vững bền của chúng ta cho mỗi doanh nhân đất Việt. À, trong phạm vi cũng nói đây là trong phạm vi của văn hóa của người Việt Nam chúng ta, và xây dựng cuộc đời cho doanh nhân đất Việt. Và sao không chạy, chạy. Rồi. Và tại sao Phúc lại chia sẻ cái chủ đề hạnh phúc của doanh nhân? Và có rất nhiều chủ đề. À, các bạn trước đã chia sẻ về cái các phương pháp để nâng cao thêm cái kiến thức, những giá trị trong vấn đề quản trị doanh nghiệp. À, cùng cái việc đó thì Phúc muốn chọn cái chủ đề doanh nhân, hạnh phúc cho doanh nhân, với cái lý do thứ nhất là nó xuất phát từ cái tâm nguyện cá nhân của mình. À, thì với cái kinh nghiệm và phải nói là cũng khá nhiều trong hơn 30 năm làm doanh nhân, những trải nghiệm, những cay đắng ngọt bùi, thất bại thành công trong chính 30 năm mình làm doanh nghiệp. À, Phúc làm cũng đủ các loại ngành nghề để mưu sinh. À, từ cái việc làm công nghiệp, làm thủ công nghiệp, làm nông nghiệp cho đến các lĩnh vực. Và bây giờ thì hiện tại là còn đọc lại được ba cái nghề. Và cái việc chính, một là lĩnh vực về xây dựng cơ bản, hai là về lĩnh vực giáo dục, ba là lĩnh vực về du lịch. Đây là ba lĩnh vực. Sau khi đủ các loại nghề thì đến với gần 33 năm làm doanh nghiệp thì giờ đọc lại còn ba cái nghề đó. À, hiện tại thì cuộc sống cũng gọi là khá khá ổn ổn, gọi là khá khá ổn ổn. Thì nó xuất phát từ tâm nguyện như vậy thì muốn chia sẻ cùng với anh em. À, cái thứ hai ta phải nói đến cái chính những con người doanh nhân, doanh nghiệp, doanh nhân chúng ta, thì chúng ta là những người có những cái tố chất rất là khác biệt. Tôi phải nói là tố chất rất khác biệt của những người làm doanh nhân Việt Nam. Cái thứ nhất đó là chính cái ý chí và nghị lực chúng ta có thể nói là tuyệt đỉnh. Cũng phải dùng từ tuyệt đỉnh cho chúng ta. Bởi vì làm, dám làm doanh nhân là quyết định rất là táo bạo, mạnh mẽ. Nó thể hiện ngay cái ý chí và nghị lực của chúng ta khi quyết định dấn thân vào con đường làm doanh nghiệp và doanh nhân. Và cái thứ hai đó là những cái khát vọng vượt trội. Không phải mọi người không có khát vọng, nhưng riêng đối với doanh nhân thì cái khát vọng nó vượt trội lên, nó đủ sức mạnh, đủ cái động lực để người ta dấn thân vào cho con đường doanh nhân. Và thứ ba đó là cái dám làm, dám mạo hiểm. Và ý thứ tư mà chắc chắn chúng ta đang nằm số này rất nhiều, đó là cái chịu áp lực cuộc đời rất lớn.
tôi dùng là cái từ gọi là áp lực cuộc đời, nó không phải riêng về áp lực mưu sinh đâu, áp lực cuộc đời nó sẽ đè nặng lên vai gánh chúng ta. À, tôi xin hỏi có bao nhiêu các bạn làm doanh nhân chúng ta thấy cái hình bóng của mình, cái Phúc nêu cái tố chất của doanh nhân của mình rất khác biệt như thế này, xin comment cho số 2 để cho Phúc cảm nhận lại. Vâng, cũng rất nhiều số 2 đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn các bạn. Chúng ta hiểu nhau mà. Rất cảm ơn các bạn, trong đó có chúng ta. Và cái ý thứ ba muốn chia sẻ. À, với những cái giá trị, những cái khác biệt của chúng ta thì không muốn nói là doanh nhân chúng ta xứng đáng để có được một cuộc đời hạnh phúc vững bền. Chúng ta xứng đáng được nhận cái đó giống như một món quà của cuộc sống, món quà của xã hội, món quà ban tặng, chúng ta xứng đáng đó với những giá trị chúng ta đã có là như vậy. Đó. Chúng ta là những người mà cống hiến rất lớn cho xã hội. Đó, điều đó đã được xã hội công nhận, khẳng định. Và điều thứ hai, doanh nhân có thể nói là một nguồn nguyên khí quốc gia, là một nguồn nguyên khí quốc gia. Và cái thứ ba, doanh nhân chúng ta cũng là những người để lại di sản kế thừa, di sản kế thừa là cái đội ngũ mà để lại cái nền tảng di sản kế thừa rất lớn. Và Phúc muốn khẳng định lại với các bạn, doanh nhân sống hạnh phúc là trách nhiệm của doanh nhân. Tại sao Phúc lại nói là sống hạnh phúc lại là trách nhiệm của doanh nhân? Với vai trò người thủ lĩnh đứng đầu ở một tập thể, chịu những trách nhiệm rất lớn thì kéo cái đoàn tàu chúng ta, người thuyền trưởng, người thủ lĩnh đó, chúng ta sẽ thực hiện cái việc thủ lĩnh với vai trò là gì? Nếu bạn thực sự có cuộc đời, cuộc sống hạnh phúc thì chắc chắn đội ngũ của bạn cũng sẽ có hạnh phúc, và những người có tác động ảnh hưởng, những người môi trường xung quanh sẽ là những người thừa hưởng được giá trị hạnh phúc đó của bạn. Vì vậy tôi muốn nói là sống hạnh phúc là trách nhiệm của doanh nhân, vừa là quyền vừa là trách nhiệm. Cũng xuất phát từ cái điểm đó và cũng với thực tiễn của chính cuộc sống của mình thì Phúc thấy là doanh nhân của chúng ta thì dễ quên và dễ đánh mất. Dễ quên và dễ đánh mất. Thứ nhất là dễ quên mất chính mình. Không hiểu các bạn thế nào nhưng mà Phúc thấy là một quãng thời gian dài khi làm ở doanh nghiệp thì mình quên mất chính mình. Nói là quên chính mình thì nó có thể là thiếu tính cụ thể, nhưng mà thực tế thấy được rằng là mình quên thân mình, xả thân vì công việc, xả thân vì tất cả mọi thứ. Xin hỏi bao nhiêu anh chị đã làm doanh nhân mà thường hay bị quên mất chính mình, xin comment vào đây là chữ tôi. Chúng ta có tình trạng hay quên chính mình. Tí nữa Phúc sẽ nói chi tiết ta quên ở cái gì, tại sao ta quên. Đúng rồi, và chúng ta chia sẻ, chúng ta giống nhau mà. Đời doanh nhân có nhiều cái vất vả vật lộn mà chia sẻ với nhau được hiểu. Và các bạn nào đang làm doanh nhân, à chưa làm doanh nhân, chuẩn bị làm doanh nhân thì cũng sẽ hiểu đến cái điều này, và nếu dấn thân thì chúng ta sẽ sẵn sàng để đối diện với những khó khăn thách thức, và cũng là hiểu được cái giá trị của doanh nhân chúng ta. Và cái thứ hai, ta hay quên mất mục tiêu cuộc đời của mình, và đôi lúc cũng có nhiều doanh nhân là đánh mất cuộc đời, quên mất mục tiêu cuộc đời của mình, và có nhiều doanh nhân đánh mất cuộc đời của mình. Thực tiễn bây giờ ngay tại chúng ta đã nghe thông tin rất là rộng rãi, có những doanh nhân tầm cỡ của Việt Nam cũng với nhiều lý do khác nhau mà có thể đánh mất mất cuộc đời của mình, đánh mất cuộc đời của mình. Đó là một thực tế mà chúng ta đang nhìn thấy, cũng rất nhiều doanh nhân rất lớn cỡ bự của Việt Nam, có tên có tuổi, và chúng ta thậm chí là nói đến, hiểu đến doanh nhân hàng ngày hàng giờ. Và đó cũng là một cái điều mà mỗi nỗi trăn trở băn khoăn khi chia sẻ với các bạn về điều này, và mong rằng tất cả đội ngũ chúng ta sẽ không có ai nằm trong cái số đó. Và xin nhìn lại cái hình bóng doanh nhân Việt Nam cùng chia sẻ với các bạn.
ở chủ đề trước thì Phúc đã nói về cái một cái phần này rồi, và xin lại chia sẻ với bạn cái hình bóng của doanh nhân nói chung, và trong đó doanh nhân có hình bóng doanh nhân Việt Nam chúng ta. Phúc nói là với cái các doanh nhân có cái việc kinh doanh thành công, chúng ta đều mong muốn việc kinh doanh thành công và đạt được cái mục tiêu đích trong việc kinh doanh là thành công trong kinh doanh. Và chúng ta thành công trong kinh doanh, và chúng ta tại sao đi học vào trường PDCA học, vì chúng ta đang học để giải phóng lãnh đạo, và chúng ta đang chưa giải phóng lãnh đạo nên chúng ta tiếp tục đi học để giải phóng lãnh đạo. Và trong cái khóa học thì thầy Trọng đã nói rất nhiều cái sự vất vả, sự cô đơn, làm tất và ăn cả, chúng ta đấy, ăn cả và làm tất đấy. Nên là nó đưa dẫn đến có thể nói là cái nỗi vất vả, nỗi cô đơn của doanh nhân. Cái điều này thì chúng ta đã hiểu nhau rất nhiều, thấu trong cái các cái bài học về giải phóng chương trình của PDCA để đào tạo cho chúng ta. Mà nhiều các bạn thì có cái thấy được cái nhìn thấy hình bóng mình trong sự vất vả, sự cô đơn ạ. Hay chúng ta vẫn còn vất vả, vẫn còn cô đơn? Bạn nào còn vất vả, còn cô đơn xin comment cho thật nhiều, số 9. Các bạn nào còn được, chúng ta đã giải phóng lãnh đạo được đến đâu và chúng ta còn vất vả, nhiều nỗi vất vả, nỗi cô đơn, ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, rất chia sẻ với các bạn. Chia sẻ với bạn Phạm Minh Tuấn, chị bạn Điệp, Trần Xuân Dũng, bạn Trương Thùy Dương. Rồi, wow, chúng ta giống nhau ghê nhỉ. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều, số 9 và vất vả cô đơn. Và chẳng lẽ chúng ta chấp nhận như thế này mãi hay sao? Và với Phúc thì sớm vượt qua và sẽ không chấp nhận cái điều này. Chúng ta xứng đáng để có một cuộc đời hạnh phúc mà. Chúng ta sẽ không thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Bắt đầu soi đến đó là sức khỏe của bạn bây giờ thế nào với các doanh nhân yêu quý của chúng ta. Cái mà nó làm cho chúng ta ảnh hưởng nhiều nhất liên quan đến sức khỏe. Không biết là ở cái tuổi trẻ thì chúng ta còn dễ có cái này, nhưng mà càng về sau con đường nó xuống dốc nó càng nhanh, thì đối với doanh nhân cái vấn đề sức khỏe của chúng ta đặt dấu chấm hỏi rất lớn đấy ạ. Và thứ hai, cuộc sống gia đình của chúng ta thế nào, vợ chồng con cái bố mẹ, phi nội tất ngoại của chúng ta ra làm sao. Và cái vấn đề thứ ba, tương lai con cái con mình đang như thế nào, nó có đủ sức, đủ mong muốn để tiếp tục hành trình con đường sự nghiệp bố đã tạo lập bao nhiêu năm hay không, cũng là một câu hỏi rất lớn cho chúng ta. Cho Phúc hỏi xin bao nhiêu bạn có những trăn trở băn khoăn như Phúc vừa nêu, có bao nhiêu bạn có những trăn trở băn khoăn vừa nêu, xin comment cho cái số 1 đầu tiên, cứ quay tay lại số 1. Wow. Cũng băn khoăn giống nhau. Bạn Thái Hương, chào bạn Văn Phú, bạn Lê Cường, bạn Mạnh Tuấn, Lưu Mạnh Tuấn. Ồ, anh em mình giống nhau thật nhỉ. Băn khoăn trăn trở rất trưởng thành này. Rồi, bạn bạn. Không phải chúng băn khoăn cái điều đó, thì nó cũng là nằm chung trong cái tâm lý, cái suy tư duy của anh em chúng cuộc đời làm doanh nhân chúng ta thôi. Và chính vì vậy mà cũng đau đáu muốn chia sẻ một cái chủ đề nhỏ nhỏ hôm nay để giúp cho các bạn. Phúc muốn được gọi về là các bạn doanh nhân chúng ta với một cái tình cảm, với một sự yêu quý, một sự trân trọng và một sự trợ giúp rất là từ trái tim của mình. Làm sao chúng ta cùng đồng hành với những cái nỗi vất vả gian truân của người làm doanh nhân, và để chúng ta hướng tới cái vinh quang mà chúng ta đặt trong cái, có thể là đặt trong cái kỳ vọng, mà hướng tới cái vinh quang trong kỳ vọng. Chúng ta đã vinh quang ngày hôm nay rồi, nhưng mà chúng ta phải giữ được cái đó và trao truyền cái niềm vinh quang đó cho những thế hệ kế tiếp chúng ta. Và giải pháp nào giúp cho doanh nhân Việt có được hạnh phúc vững bền? Phúc dùng cái từ là hạnh phúc vững bền, không phải là chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có cuộc sống thường ngày vẫn hạnh phúc, nhưng mà có thể nó thoáng thoảng đến, nó lại thoảng đi. Sau một phi vụ, một sự thành công nào đó làm cho ta rất là vui, có thể lấy cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà sau cái phi vụ đó thì
lại đến một phi vụ khác mà lại không đạt được cái ý nguyện của mình, nó lại làm cho ta buồn, ta chán nản, hoặc thậm chí là ta nhục ý chí quay về với cuộc sống, quay về với gia đình, với cái tổ ấm của mình. Mình nhìn lại xem chúng ta đã có được cái gì, hay là đôi lúc chúng ta còn so sánh là mình chịu nhiều cái thiệt thòi, thậm chí còn nói rằng là ngày xưa Phúc còn chia tâm sự với con, thôi bố làm doanh nghiệp thì con phải chịu khó vất vả. Cái đó là cái câu nói nó chia sẻ nó chưa mang tính trách nhiệm cao. Và chính bản thân mình vậy, thì chính bản thân mình thì giai đoạn ngày xưa là phải nói là bán cái sức khỏe của mình cho công việc, cho cái những cái đam mê, những cái dành toàn bộ cái thời gian cho các cái hoạt động phục vụ từ việc kinh doanh và bỏ quên hết những mặt khác. Và chính vì vậy là với cách làm như vậy thì nó sẽ khó giúp cho chúng ta đạt được cái sự thành công, hạnh phúc viên mãn của cuộc đời. Và hôm nay Phúc đưa ra một số giải pháp nho nhỏ mang tính cá nhân, là sau 33 năm làm doanh nghiệp doanh nhân, trải qua những vật lộn cuộc sống, muốn chia sẻ với các bạn, được đúc kết lại để giúp cho anh em chúng ta. Thứ nhất là cũng có những cái điều gì mà nó phù hợp với mình thì chúng ta sẽ thay đổi, ta điều chỉnh, và tránh vào những cái vúc, cái bước sai, bước nhầm, bước nhỡ của những người đã đi trước. Đấy là đơn giản hôm nay chỉ là chia sẻ với các bạn chứ không có cái điều gì cả, nên là các bạn rất là hoan hỷ chia sẻ cùng với Phúc trong buổi hôm nay nha. Cái giải pháp cho doanh nhân thì phải ta phải nói này, phải đưa ra, thì thầy Trọng đã nói là bây giờ chúng ta phải đo lường, phải đưa ra cái con số rất cụ thể để chúng ta đánh giá được xem những cái chỉ số nào để đo được cái hạnh phúc của doanh nhân. Chúng ta nói cái từ hạnh phúc, khái niệm vốn rất là trừu tượng và mỗi người có một quan niệm khác nhau, thì hôm nay Phúc đưa ra mấy cái chỉ số để chúng ta cùng chia sẻ. Thế nào là hạnh phúc của doanh nhân ạ? Và hạnh phúc nói chung thì khái niệm nó là một sự toại nguyện về mọi phương diện. Đấy, cũng thâu tóm được một vài cái câu nói của các bậc vĩ nhân nói khái niệm và hạnh phúc như vậy, để chúng ta toại nguyện mọi phương diện. Thế còn đối với doanh nhân thì Phúc khái niệm như thế này, tức là chúng ta phải toại nguyện về cái phần sự nghiệp của mình, vì đời chúng ta là sinh ra nghề làm doanh nhân, toại nguyện về nghề. Và thứ hai là cùng với đó và đồng hành đó là sự toại nguyện về các cái giá trị để lại trên cuộc đời của mình, là sự toại nguyện để lại cái giá trị của đời của mình, đây là khái niệm của riêng thôi. Và cũng đưa ra các cái chỉ số để đo lường cái hạnh phúc cho doanh nhân như thế này. Chỉ số số 1 đó chính là sức khỏe. Sức khỏe. Chỉ số thứ hai là chỉ số về tổ ấm gia đình. Chỉ số thứ ba là người kế thừa. Và chỉ số thứ tư đó là cái trách nhiệm xã hội. Và chỉ số thứ năm đó là tài chính chủ động. Sinh ra và lớn lên thì chúng ta cũng sẽ chạy theo một cái vòng quay chung của tạo hóa tạo ra con người chúng ta, và đối với doanh nhân thì chúng ta cũng sẽ chịu cũng trong cái vòng quay chung như vậy, với cái đặc thù nghề nghiệp, với những chia sẻ, những khó khăn, những thuận lợi, cũng như là những cái giá trị mà người doanh nhân khi dấn thân vào cuộc đời doanh nhân thì chúng ta đều giống như nhau cả. Năm cái chỉ số này, nó còn rất nhiều chỉ số khác nhưng mà cũng cô đọng lại là năm cái giá trị này, nó hướng tới những cái có tính gọi là cái cốt lõi cho cái sự tồn tại của chúng ta trong cuộc sống, để các bạn chia sẻ với các bạn. Còn rất nhiều cái giá trị khác và mỗi một người có một quan niệm khác nhau thì chia sẻ với các bạn là như vậy. Và với cái chỉ số đo lường này, lấy thang điểm là từ 1 đến 10. Từ 1 đến 10 được nhiều, sức khỏe 10 phân vẹn 10 này, tổ ấm 10 phân vẹn 10. Tất cả những giá trị khác chúng ta đạt 10 phân 10 thì là cái chỉ số đo lường. Để giống như bánh xe doanh nghiệp, chúng ta có thang đo nan hoa đo bánh xe doanh nghiệp, thì đây là cũng đưa ra cái chỉ số cái bánh xe về thước đo hạnh phúc, để giúp cho các bạn chúng ta tự cân đối xem cái sức khỏe của mình bây giờ nó đang ở mấy điểm và nó sẽ tồn tại cái mấy điểm đó đến bao giờ. Mình không so sánh với bất kỳ ai cả, so sánh với chính bản thân mình. Ví dụ như hôm nay là Phúc đang ở ở cái tuổi 55 tuổi, thì sức khỏe của mình nó có nó cân đong đo đếm, nó có nằm ở cái chỉ số tuổi 55 hay nó lại sức khỏe nó ở cái chỉ số tuổi 70 rồi,
hay nó vẫn còn ở cái chỉ số ở tuổi 30-40 để chúng ta sẽ đo nó vượt ngưỡng. Mà Phúc thấy thì sức khỏe của mình bây giờ có thể là khá khá ổn hơn, chắc là lui về khoảng độ 40-43 gì đấy, chưa đến tuổi 55. Thế là điều rất là vui. Và thì Phúc đi từng cái chỉ số một, đó là chỉ số về sức khỏe của doanh nhân. Ta phải khẳng định rằng là nó là cái tài sản của đời người chúng ta, nhưng mà đặc biệt thì sức khỏe của doanh nhân nó còn là tài sản vô giá của chính cái doanh nghiệp mình. Điều đó là điều Phúc thấy được là nó rất rõ ràng. Ông chủ, người chủ doanh nghiệp mà lúc nào cũng ốm đau bệnh tật thì chắc chắn là doanh nghiệp đó ốm đau bệnh tật là đương nhiên. Và thứ hai là cái sức khỏe, thì cái khái niệm thế nào là sức khỏe là cũng đơn giản thôi ạ. Sức khỏe nó là cái khí huyết lưu thông và tinh thần sảng khoái thì bằng là khỏe. Đấy là theo lời nói của Bác Hồ. Bác Hồ dạy chúng ta là sức khỏe là khí huyết lưu thông tinh thần sảng khoái, thế là khỏe. Nói thì ngắn gọn như vậy, nhưng mà làm thế nào để đảm bảo hai cái này thì là cả quá trình chúng ta phải tu luyện rất là nhiều đấy ạ. Phần sức khỏe thì nó có phần nó được kiến tạo bởi cái phần sức khỏe thể xác và sức khỏe về tâm hồn, tức là thể xác và cơ bắp và sức khỏe cái tâm hồn, cái bộ não của mình, nó quyết định cho việc sức khỏe chúng ta, hay là gọi là thân và tâm, thể xác và tâm hồn. Rồi một cứ là không có sức khỏe thì buồn chán lắm. Tôi đưa một vài cái hình ảnh để các bạn không phải lo lắng đâu, không sức khỏe nữa thì chắc chắn là mất động lực việc sống và làm việc rồi, ốm đau bệnh tật và sự nghiệp thì nói chung là không có sức khỏe là sẽ không có tất cả, đúng không? Thế là chuyện mà không phải bàn. Rồi. Cái sức khỏe chúng ta thì nó cũng là liên quan đến cái sức khỏe thân và tâm, thì nó có phần thân bệnh, bệnh chúng ta là cái bệnh bệnh cơ bắp này, bệnh về sức khỏe cái thân của mình. Thứ hai là cái bệnh chúng tâm, cái tâm bệnh. Và cái thứ ba đó là cái nghiệp bệnh, và con này nó phần thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Nói theo cái tư duy nó sâu một chút, đó là cái phần nghiệp bệnh nó tạo ra cái sức khỏe của chúng ta đấy. Tâm là cái tinh thần và thân sinh học ở này. Muốn cho được sức khỏe thì chắc chắn là bạn phải giữ được cái tâm bình an. Và câu chuyện giữ làm thế nào cho cái tâm bình an thì tiếp phía sau chúng ta sẽ hiểu rõ. Nó chỉ an thực sự an tâm trong lòng, ăn ngon ngủ yên, thì nó phải có một cái lộ trình làm rất là kỹ càng. Không đủ cái chi phí để trả lương cho anh em vào cuối tháng, có an tâm không? Chắc chắn là không. Mọi cái vấn đề công việc cuộc sống hàng ngày, làm kinh tế thì tốt, mà vấn đề đối nội đối ngoại trong gia đình không được chấp nhận, ra khỏi bị gọi đuổi ra khỏi làng, đuổi ra dòng họ, thì cũng tâm chắc chắn là không an được, đúng không? Và thứ hai là cái phần thân, thân sinh học thì Phúc chia sẻ ngắn vì lần trước đã chia sẻ chủ đề này rồi. Tức là việc đầu tiên để cho mình có một sức khỏe cơ bản thì việc đầu tiên là chúng ta phải có ý thức và có kỷ luật về cái sức khỏe của mình, ý thức chăm sóc cái bản thân của mình. Và cái điều thứ hai là phải thực sự là thấu hiểu được cái bản thân của mình. Mình thấu hiểu bản thân mình chưa chắc là chúng ta đã thực sự là thấu hiểu về chính bản thân mình đâu. Xin hỏi các bạn, khi chúng ta chia sẻ bao nhiêu bạn đây đã thực sự thấu hiểu bản thân mình? Xin comment cho số 2 ạ. Những ai đã thực sự thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu cái thân của mình ấy, bản thân mình ấy, cái thân xác này, chưa chưa nói về con người mình nhé, chưa thấu hiểu con người mình, đã thấu hiểu bản thân. Nhưng ai chưa thực sự thấu hiểu bản thân mình thì comment số 2 ạ. Chưa thực sự thấu hiểu bản thân mình. Và rất nhiều bạn chưa thực sự, đúng rồi đấy, bình thường thôi ạ. Vì chúng ta cứ nghĩ là để thấu hiểu bản thân mình phải bác sĩ, nhưng mà thực ra là ta mới là bác sĩ tốt nhất của đời ta, không có ai bác sĩ nào hơn ta đâu cả. Ta phải là trở thành bác sĩ của chính ta, chứ đừng chờ đến khi mà đến bệnh viện khám bệnh là bác sĩ báo bệnh, là lúc đó là chúng ta không hiểu phải đến bệnh viện ạ. Còn đến bệnh viện trường hợp bất khả kháng chúng ta phải vào bệnh viện thôi. Còn đến đến bệnh viện trong trạng thái chủ động để thực sự thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu cái cơ địa sinh học của mình ấy, tim gan lục phủ ngũ tạng của mình nó đang ở trạng thái nào, đấy là cái việc thấu hiểu bản thân. Bạn nào chưa được thì thấu hiểu bản thân thì
và sử dụng chính cái lắng nghe cơ thể mình nói mà. Lúc chúng ta khát nước thì chúng ta có nhu cầu uống ấy, lúc đó là thế bây giờ chúng ta chờ khát ta mới uống hay là ta uống nước chủ động đấy, cách là thấu hiểu bản thân đấy mà. Ta chủ động khám bệnh hay là chờ đến lúc nó đau rồi thì ta mới đi khám bệnh, chứ là chúng ta đã thấu hiểu bản thân mình chưa? Chúng ta đói ta mới ăn hay ta ăn một cách chủ động, ăn không cần theo cái tín hiệu của dạ dày, cũng là cách. Và chúng ta hợp với cái loại từ cái việc thực phẩm đưa vào cơ địa chúng ta như thế nào, đấy cũng là cách thấu hiểu đấy. Vâng, rất nhiều cái điểm này, chủ đề chia sẻ thấu hiểu bản thân nó dài lắm. Vâng, và thứ ba nữa trong cái vấn đề cái thân của chúng ta lại có sức khỏe, đó chính là sự rèn luyện. Đây là một bài học cuộc sống của Phúc và đã chia sẻ rất nhiều cho đội ngũ của anh em mình, những người bạn bè, những chiến hữu của mình về quá trình rèn luyện. Phúc thấy được rằng rèn luyện bản thân mình, rèn luyện cái thể dục, sức chăm sóc sức khỏe của mình, đó là một trách nhiệm và bổn phận của chúng ta, bổn phận của ông chủ doanh nghiệp, bổn phận của người làm cha, của người làm chồng, của người làm con trong gia đình. Nếu chúng ta không chịu rèn luyện thì đấy là một sự thiệt thòi, vừa đánh mất cái cơ hội để chăm sóc chính bản thân mình ở sự rèn luyện. Nên nói về chủ đề rèn luyện thì cũng dài dài, có cơ hội được chia sẻ bạn Phúc đang có một bài rèn rèn luyện, bài dưỡng sinh hơn 20 năm nay, nó là cái báu vật của chính mình, nó đồng hành với mình hơn 20 năm nay và nó giúp cho mình thoát ra khỏi hết những cái tình trạng về cái thân sinh học, bị bệnh tật ốm đau. Nếu nói cái này chủ đề khoảng 30 phút mới hết cái chủ đề rèn luyện, rất là hay. Như hôm nay trên màn hình có một số các bạn được tham gia cái chương trình luyện dưỡng sinh của Phúc, nhờ thời gian dài mang lại giá trị rất là đặc biệt. Và Phúc thấy được rằng là cái tài sản của sức khỏe chúng ta là bằng thói quen tốt của sức khỏe. Ý thức về bản thân chúng ta và chăm sóc sức khỏe, thứ hai là thực sự thấu hiểu bản thân mình, ba là hành động rèn luyện để đạt được giá trị về sức khỏe. Đó là tài sản, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Bao nhiêu bạn đồng ý rằng với Phúc rằng tài sản lớn nhất của chúng ta là sức khỏe, xin comment cho thật nhiều chữ sức khỏe. Và các bạn comment lên để tăng thêm năng lượng là tôi sức khỏe rồi. Đúng rồi, chắc chắn rồi, đấy không phải là của riêng Phúc đâu, tài sản của chính mình ấy. Bạn có tất cả, có sức khỏe chúng ta có tất cả, không có sức khỏe thì chẳng có cái gì mà. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn comment như thế này là thêm năng lượng, Phúc chia sẻ đã hào hứng hơn rồi, rất cảm ơn các bạn. Chúng ta quyết tâm giữ được cái sức khỏe để còn nhiều cái chủ đề khác chúng ta còn lĩnh hội tiếp phía sau nữa. Vâng, cái thân là như vậy. Và Phúc có cái bí quyết, đây là bí quyết tuyệt mật của sự thành công và được ứng dụng thường xuyên liên tục từng giây từng phút trong hàng ngày, là có cái năm luôn và năm không. Cái này là giúp cho cái thân chúng ta và làm cho cái tâm chúng ta luôn luôn ở năng lượng dương. Thầy Trọng nói là doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp luôn có năng lượng dương để tràn ngập, chia sẻ năng lượng cho đội ngũ của mình và cho những người tác động xung quanh. Thì việc đầu tiên đó là cái năm luôn, và Phúc thực hiện rất tốt điều năm luôn này, nên là ai mà gặp Phúc thì năng lượng dương nó mạnh, lúc nào cười tươi, cười trong không toan tính gì cả. Một là luôn luôn cười tươi, thứ hai là luôn nói lời tích cực, thứ ba là luôn hoan hỷ với mọi người, và thứ tư là luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai ạ. Cũng muốn dùng từ là giúp đỡ bất kỳ ai chứ không phải giúp đỡ bình thường. Và thứ năm là luôn chấp nhận người khác. Các bạn có thể ghi chép cái này, hoặc là sau cuối buổi tôi chia sẻ cái bảng năm luôn về, chúng ta chỉ in ra thôi, dán vào trên tường, chúng ta thực hành hàng ngày. Toàn đơn vị cơ quan của Phúc thì để dán cái bảng năm luôn năm không này từ rất lâu rồi, để cho mọi người cứ lúc nào nhìn vào cái bảng năm luôn và năm không, năm luôn làm việc này, năm không làm việc kia. Và năm không đó là thứ nhất là không chê, hai là không trách, ba là không chấp, bốn là không phàn nàn, năm là không đòi hỏi. Chỉ còn năm cái bí quyết tuyệt mật này, năm luôn và năm không này, thực sự nó đơn giản thôi ạ, nhưng để thực hành được nó thì chính là quá trình chúng ta phải tôi luyện cái tâm của mình rất lớn mới thực hành được. Các bạn cứ thử cái này về
Ví dụ một cái là chúng ta thường ngày hay trong cuộc sống, cái việc mà chúng ta hay chê chê người thân, chán rồi thì chê những người bên cạnh, chê những người xung quanh và đến chê tất cả đồng nghiệp. Đây là một cái tâm lý chung bình thường mà, chung bình thường của chúng ta hay chê chê chán rồi xong rồi trách oán người nọ trách người kia, trách không được xong rồi chấp cố vào trong lòng, làm nó làm cho cái tâm mình lúc nào nặng chịu xuống, nó nặng nề, làm cho cuộc sống luôn luôn bị dằn vặt rồi rất nhiều, rồi phàn nàn, đòi hỏi thế này đòi hỏi thế kia, là những cái mà Phúc ứng dụng rất là nhiều trong nhiều năm qua và cho cả đội ngũ của mình, nên là tạo ra một cái năng lượng rất là dương trong môi trường, trong bản thân. À, bao nhiêu các bạn doanh nghiệp yêu quý của tôi mong muốn nhận được cái bảng bí quyết tuyệt mật thành công năm luôn năm không in sẵn đánh máy rất đẹp về, chỉ cần in màu cho cái là chúng ta dùng ngay. Là bao nhiêu bạn mong muốn sở hữu cái này thì xin comment thật nhiều số 8, hay là tôi muốn tôi à thật nhiều tôi 88 tôi 8 rồi, cảm ơn các bạn rồi, các bạn mong muốn tôi tặng ngay. FOH là luôn luôn trao tặng, sẵn sàng giúp đỡ tất cả các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai nha, không có toan tính, không phải là người thân mới giúp đâu, không phải người quen mới giúp đâu, bạn cần chúng ta tặng giúp cho cuộc đời này tươi đẹp lên nhiều mà. Rồi sẵn sàng, bạn cuối buổi nhớ gửi ban tổ chức bạn trước gửi giúp cho các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau phần sức khỏe thì mong muốn các bạn ơi, các bạn doanh nhân yêu quý của tôi ơi, hãy hành động ngay. Để làm được cái việc đó thì những cái thói quen chăm sóc sức khỏe tốt các bạn có thể như Phúc đang làm, Phúc xây dựng cái thời gian biểu để chăm sóc bản thân hàng ngày. Thứ hai là cái sổ, mở cái sổ nhật ký. À, các bác mở cho em cái sổ nhật ký, cái sổ rất ít tiền thôi nhưng nó quý giá vô cùng, nhỏ thôi, trong này mở ra ghi chép cái lịch của ta, bao giờ là đến ngày đi khám bệnh định kỳ đây, đi xuống khám, mở ra những thói quen gì tốt đã rèn luyện được đây, thói quen tốt đưa vào trong này. Ví dụ Phúc đọc kể một cái này, rèn luyện hàng ngày này, buổi sáng là dậy lúc 4:30 sáng này, trước khi mở mắt ra nằm im tại trên giường thì làm bài diện trần 5 phút, diện trần xong thì tỉnh ngồi dậy uống một cốc ly nước ấm, thì cứ nước lọc thôi, có điều kiện thì uống nước, bạn nào uống chanh mật ong hay bạn uống các loại thì tùy theo thích của mình, hoặc uống theo chữa bệnh, bạn nào dạ dày có thể uống nghệ buổi sáng lúc mà còn đang đói. Đấy là thói quen mà luyện, sau đó thì mới vào vệ sinh cá nhân, sau rồi tiếp tục hết vệ sinh cá nhân quay ra bài báu vật của mình, đó là luyện tập dưỡng sinh 20 phút, dưỡng sinh xong quay vào vệ sinh cá nhân tiếp và ngồi đọc sách hoặc làm những cái công việc riêng của mình. Cùng với việc giờ dậy của mình thì kéo con cùng dậy, đánh thức con cùng dậy để thực hành cùng với nhiệm vụ của con buổi sáng, hoặc là bạn đã uống sử dụng các loại chất bổ dưỡng hay những cái gì nó tác động, ví dụ tuổi của mình bây giờ thì mình đã phải sử dụng thêm các cái dưỡng chất nữa, bây giờ xã hội văn minh hiện đại rồi nó cho chúng ta nhiều những cái loại vi chất cần tốt chăm sóc sức khỏe phù hợp với bản thân. Chúng ta doanh nhân thì không đến mức độ khó khăn, chúng ta mua chúng ta dùng vậy đó, lựa chọn làm cho nó tốt, thấu hiểu bản thân mình thì chúng ta sẽ lựa chọn gì nó phù hợp với chúng ta thôi, không phải đắt tiền, không phải là sơn hào hải vị cũng là tốt đâu, phù hợp mới là quan trọng. Phúc sử dụng toàn những sản phẩm ngon bổ rẻ đấy nhưng mà hữu ích lắm, rất là tuyệt vời. Và cái việc chúng ta xây dựng rồi cái thói quen thời gian biểu chúng ta rèn luyện hàng ngày, rèn luyện cái thân của mình như vậy. Thứ hai đặc biệt nhất là khó nhất là cái rèn luyện cái tâm trí của mình, năm luôn năm không, các bạn mà hành động được sao cái năm luôn năm cùng lúc nào cũng nhắc nhở mình luôn luôn phải cười tươi, luôn luôn phải nói lời tích cực, khi nói lên một cái lời nó tiêu cực cái là biểu hiện là mình bị phản ứng ngay, có nghĩa là bạn đã rèn thói quen, rèn thành thói quen, và khi đi ra trong công việc hay trong cuộc sống thì mình luôn là sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần sự trợ giúp nào đó, chúng ta sẵn sàng mở lòng giúp ngay, thì đấy chính là đang luyện được cái tâm mình nó rộng, nó lớn, nó sáng đấy. Tâm thân và tâm mà. Tâm thân tâm phải lớn để chinh phục lòng người, tâm phải rộng để chứa được những điều hay, tâm phải vững để chống đỡ mọi biến cố trong thiên hạ, và tâm phải sáng tỏa đi muôn phương, thì cái tâm mình sáng thì chính chúng ta là người hưởng cái thành quả đó, ví dụ là như vậy. Thế là mong muốn là
phần chia sẻ của Phúc hôm nay. Nếu mà thấy hợp lý thì các bạn có thể hành động ngay cái việc này. Phúc còn những cái biểu để theo dõi cái hoạt động, những thói quen hàng ngày. Hết thói quen này luyện được rồi thì chuyển sang thói quen khác, cứ luyện dần từng bước. Cuộc sống nó đơn giản thôi mà, chúng ta cứ chú tâm đến, có ý thức chăm sóc cho bản thân mình là rất tốt. Rồi, chủ đề sức khỏe là như vậy. Bao nhiêu bạn thấy rằng cái chủ đề sức khỏe này rất cần thiết cho chính mình thì xin comment thật nhiều vào số 6 ạ. Comment thật nhiều cho nó đỡ buồn ngủ vào số 6 hôm nay cuối tuần. Và cảm ơn các bạn nhé. Chủ đề sức khỏe và nhiều chủ đề sâu hay lắm. Nếu có nhân duyên gặp thêm nữa thì Phúc cùng với đội ngũ của mình chia sẻ cái bài dưỡng sinh tuyệt đỉnh, có thể là tuyệt đỉnh hơn các loại tuyệt đỉnh khác, không mất tiền, không mất tiền, không tốn nhiều thời gian, mà chắc chắn là khỏi, chăm sóc được khỏi tách bệnh thế mới sướng. À, đấy là vấn đề sức khỏe. Cái điều này là Phúc cam kết, Phúc đã làm rồi, thành công rồi, thành công mấy chục năm nay rồi, rất rất nhiều người đồng hành Phúc có thành công rất là tuyệt vời. Em rất là muốn chia sẻ cái bài dưỡng sinh này, rất đơn giản, nó gọn nhẹ lắm, rất là tuyệt vời, rất phù hợp với cái anh chị em chúng ta làm công việc doanh nhân. Có thể thời gian là rất là quý, rất là thiếu, chỉ vào buổi sáng sớm thôi, 20 phút mỗi ngày ai có được, không phải chúng ta thiếu 20 phút. Và vấn đề là chúng ta chú ý tâm tới cái việc này thì sẽ có. Rồi, tiếp theo, thứ hai, chỉ số thứ hai trong cái bánh xe mà Phúc vừa chia sẻ, cái chỉ số đo tổ ấm gia đình chúng ta. Và chúng ta này, với gia đình là một tổ ấm, là tế bào xã hội nuôi dưỡng thành viên và mọi người đều hạnh phúc. Nhớ là nuôi dưỡng các thành viên và mọi người đều hạnh phúc thì gọi là tổ ấm đó. Chia sẻ với các bạn, chia vui với các bạn, đây là tổ ấm Phúc ấy. Hai vợ chồng, hai ba đứa con, hai đứa cháu nội, tới chắc sản sinh nhiều nhiều nữa. Rồi, cái này nói nêu tí đi một chút lên sự bất ổn, nếu không có tổ ấm gia đình thì cái này là cái câu chuyện cũng như mà chúng ta thì chẳng ai muốn, nhưng mà không phải muốn hay không muốn, mà vấn đề là chúng ta phải phấn đấu để đạt được. Chẳng ai muốn để một gia đình nó không có tổ ấm cả, bất ổn nếu không có tổ ấm. Đương nhiên là người chịu hậu quả đầu tiên là ta, sau đó những người xung quanh ta, vợ ta, con ta, chồng ta. Không, vậy bạn thấy thế này, Phúc đưa ra cái tổ ấm gia đình, thế này gọi là tổ ấm. Tổ ấm nó phải là nơi chúng ta muốn về. Đó, tổ ấm nơi chúng ta muốn về. Phúc nhiều giai đoạn gọi là tổ ấm, về với tổ ấm nhưng mà về đến cổng mà muốn quay đi, đấy là một thực trạng này. Và nơi ta muốn sống, muốn về và ta muốn sống. Đôi lúc những giai đoạn ngày xưa về nó như một trách nhiệm, mà sống như ở trách nhiệm. Và cái thứ ba nữa là tổ ấm nó phải là nơi che chở cho ta, nơi che chở cho ta, không phải che cho thân của ta, phải che cho tâm của ta, cho cuộc đời của ta. Và cái thứ tư là cái nơi mà ta trao gửi chính cả cuộc đời của ta. À, đưa ra bốn cái tiêu chí xác định là tổ ấm vậy. À, chúng ta có thể có những nơi đạt được một tiêu chí, có thể những ta nơi muốn đến, nhưng thực sự để nơi ta trao gửi đời của ta thì đó chỉ có tổ ấm gia đình chúng ta. Nhóm bao nhiêu bạn chúng ta đã có được những cái điều tuyệt vời như thế này thì chia sẻ cùng với Phúc nào, chúng ta cùng chia sẻ với nhau nào. Comment thật nhiều, thật nhiều chữ tổ ấm. Các bạn comment thật nhiều chữ tổ ấm được chia sẻ tiếp các bạn. Bí mật sắp được mở dần ra. Và rất nhiều tổ ấm. Và Phạm Anh Tuấn, cảm ơn các bạn. Chúng ta nói giờ doanh nhân thì chúng ta làm cơ hội làm ra tiền cũng dễ dàng, vất vả nhưng mà cũng dễ làm, nhiều cơ hội làm ra nhiều tiền khác. Nhưng thực ra là có tiền nhưng bạn có thể xây được một ngôi nhà nhưng không xây được tổ ấm. Tổ ấm không thể xây được bằng tiền, tiền chỉ là một phần
một công cụ nhỏ trong vấn đề xây tủ ấm, mà là phải kiến tạo một cái hạnh phúc gia đình nó không dễ để nó đáp ứng. Còn nhiều tiêu chí nữa, nhưng mà thực sự để chúng ta tìm một cái nơi nó che chở cho cuộc đời của ta, cái nơi mà chúng ta trao gửi cả cuộc đời của mình vào, thì nó không dễ dàng một chút nào. Rồi, bây giờ làm thế nào để xây dựng tổ ấm đây hả các bác ơi? Kinh nghiệm nha. Đây là kinh nghiệm nha các bác nha. Cũng xây dựng tổ ấm của mình. Và công phu lắm ấy. Công phu lắm. Cái việc đầu tiên chúng là xây dựng một cái nguyên tắc sống trong gia đình. Và PDCA thầy Trọng dạy chúng ta là phải văn bản hóa. Văn minh không bằng văn bản. Văn minh bằng văn bản. Thì xây dựng cái nguyên tắc sống trong gia đình. Việc này không khó, nhưng chúng ta không ít chú tâm tới và đôi lúc bỏ quên. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh thì chúng ta xây dựng rất là tốt, rất bài bản. Bây giờ lại học xây dựng của thầy Trọng nữa, chúng ta làm rất là kỹ càng. MVGSM, cụ thể chi tiết. Rồi, kế hoạch 5 phút, tất cả mọi thứ. Làm các. Nhưng cái nguyên tắc sống trong gia đình, tôi nghĩ là chúng ta cũng bị bỏ quên nhiều. Chưa văn bản hóa, có thể nghĩ trong đầu thôi. Nếu vì nghĩ trong đầu nên là nó không có tính thống nhất. Cái nguyên tắc nó phải thống nhất mà. Chứ không phải nguyên tắc của một người. Nên là bố đặt nguyên tắc của bố, mẹ đặt nguyên tắc của mẹ, con đặt nguyên tắc của ba cái nguyên tắc xung đột với nhau. Nên là nó trở thành cái tổ ấm cho mình. Nó cứ luôn luôn bị lửa đốt, nóng lên. Và cái thứ hai là xây dựng một cái môi trường tôn trọng và bình đẳng. Là ta xây dựng nguyên tắc rồi, nhưng mà chúng ta thực sự tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Bố phải tuân thủ nguyên tắc đó, đấy chính là sự tôn trọng các thành viên khác trong gia đình. Mẹ tuân thủ cái nguyên tắc mà chúng ta xây dựng. Và cái thứ ba vượt hơn nữa đó chính là thấu hiểu lẫn nhau. Thấu hiểu, và cũng phải dùng từ là thấu hiểu lẫn nhau. Nghĩ là cái điều này không dễ. Thấu hiểu lẫn nhau không dễ. Bố mẹ thì có thể yêu nhau hàng nhiều năm, ở chung sống với nhau nhiều năm, nhưng thực sự để thấu hiểu nhau thì chưa chắc đã phải là nhiều năm. Đã, chưa chắc đã phải nhiều năm. Và cái thứ tư đó chính là kiến tạo tương lai cho con. À, tương lai thì tương lai của con là tương lai của bố mẹ, niềm hy vọng của chúng ta để đặt vào tương lai của con cái, niềm tin, niềm hy vọng, hạnh phúc chúng ta làm tương lai con cái. Thì đấy là cũng đưa ra bốn cái tiêu chí này, còn rất nhiều tiêu chí nữa, nhưng mà những cái tiêu chí chính để xây dựng cái cốt lõi để xây dựng cái tổ ấm gia đình. Vâng, và cũng chia sẻ từng cái tiêu chí nhỏ một. Rồi, một là cái xây dựng cái nguyên tắc trong gia đình. Nguyên tắc thì nó cũng không đến mức độ nó phải ghê gớm, nó phải nội quy quy định mang tính, nhưng mà nó cũng là một cái hành lang mang tính cam kết và ràng buộc trong gia đình giữa các thành viên với nhau. Và chúng ta thống nhất nguyên tắc, bộ nguyên tắc đó rồi thì chúng ta cứ thế thôi. Cái phúc xây thì trên cơ sở cái nền tảng, thứ nhất là nguyên tắc chung về một thời gian. Về một thời gian thì chúng ta quy định với nhau như thế nào, giờ ăn, giờ ngủ, giờ dậy và các cái điểm kết thúc, khởi đầu buổi sáng thì kết thúc buổi tối, đi chơi mọi người thành viên thì phải về nhà trước bao nhiêu giờ đêm, tùy theo tính độ công việc. Thì ngày xưa là mình làm doanh nghiệp, mình bố cứ tự cho quyền của bố là đi thâu đêm suốt sáng, thế là mọi người thắc mắc thì lý do bố không thống nhất việc đó là cứ lý giải là tại vì công việc, đổ lý do cho công việc thôi. Công việc thì ít mà mải mê cá nhân thì nhiều, nên là các thành viên không chấp nhận được. Thời gian như vậy, không gian như thế nào, không gian chung, không gian riêng ở tại đó, ví dụ chúng ta có không gian phòng khách hay là không gian chung của gia đình lớn nhà mình, chắc cần đặt ra đấy cho nên cái khoảng như vậy. Thứ ba đó là về cái vấn đề trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của từng thành viên đối với nhau, trách nhiệm đối với những gia đình nhỏ, gia đình lớn, bên nội thế nào, bên ngoại có cái trách nhiệm, thì vật trách nhiệm rất cụ thể, chứ không phải là cứ nhà gần thì chúng ta đi nhiều, nhà xa chúng ta đi ít, thế là vợ quê vợ ở xa, quê nội thì ở gần, thế chúng ta làm tự dưng làm sự bất cân công bằng, nên là từ đó cái việc là đối xử với nhau nó sẽ bị lệch chuẩn ra một cái. Như vậy là việc xây dựng nguyên tắc thì cũng đưa ra có bốn cái điểm cơ bản của vấn đề là xây dựng nguyên tắc thì phải bám, cũng bám theo cái đó là thời gian, không gian, trách nhiệm của các thành viên và chúng ta nên đối xử với nhau như thế nào.
trên cái tinh thần mà giá trị năm luôn và năm không ấy, năm luôn và năm không chúng ta nên đối xử với nhau như thế nào, mọi người có được kêu ca phàn nàn với nhau hay không, hay chúng ta thay đổi cái việc kêu ca phàn nàn bằng cái sự rõ ràng, một sự chuẩn mực. Lỗi cũng là bình thường mà, nhiều lúc đứa trẻ con nó bị lỗi thế là ông bà bố mẹ mỗi người thi nhau nhảy vào cuộc để xử lý thằng bé, đấy là sai nguyên tắc. Một đứa trẻ nó sai thì chỉ có một người đứng ra giải quyết về việc đó, ví dụ là như vậy. Chúng ta đối xử với nhau thế trên thành nguyên tắc, chứ còn đứa trẻ nó sai, ông nói chán rồi tí nữa bà về là cho một bài nữa, bố về cho một bài nữa, thì là đứa trẻ là cô đơn, nó đẩy vào cái thế nó khổ thân nó các bạn ạ. Đấy là những cái ví dụ rất đơn giản. Cái thứ hai là cái luôn sống tôn trọng bình đẳng trên cái nguyên tắc chung gia đình, vậy vừa nói rồi. Và cái việc thứ ba khó hơn cả là chúng ta phải thấu hiểu nhau. Những cái thấu hiểu lẫn nhau là cả một quá trình không dễ ạ. Con người nó thay đổi theo thời gian, con thì lớn 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 lên, bố mẹ không lớn cùng với con, bố mẹ thì giữ khư khư cái quan điểm riêng của mình. Thế để thấu hiểu nhau trong gia đình thì cũng đưa ra một cái công cụ để chúng ta thấu hiểu nhau. Thực ra chúng ta cứ nghĩ là bảo là chúng mọi người thành viên ở với nhau bao năm thấu hiểu nhau, thực ra chúng ta hiểu chưa được nhiều về nhau đâu. Các bạn cần sau cái buổi hôm nay cứ về trở về là đánh giá lấy cái bản, để cái tờ giấy ra kể cái bản gì mình đã hiểu được gì về người thân của mình, những người xung quanh mà trong phạm vi gia đình nhỏ của mình thôi, vợ chồng con cái hiểu nhau đến đâu và làm thế nào để hiểu được. Thì Phúc mới đưa chỉ ra một cái công cụ để chúng ta hiểu một cách khoa học, một cách biện chứng, chúng ta không hiểu mò, không đoán mò vẫn lẫn nhau. Đây, vợ chồng hiểu nhau thế nào và hiểu con cái như thế nào, thế này công cụ để chúng ta thấu hiểu nhau. Các công cụ đây, các bạn bao nhiêu bạn mong muốn tìm được cái công cụ này, bao nhiêu bạn mong muốn có công cụ này thì hãy comment vào đây thật là tôi muốn là cho là Phúc một đoạn năng lượng là chúng ta không được ngồi gần với nhau, để cho một tràng pháo tay tôi muốn là tôi muốn. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn muốn công cụ ơi hãy ra đi, các bạn ơi công cụ ơi hãy ra đi. Rồi, chia sẻ các bạn ngay luôn. Chào anh Đoàn Hà, anh Đoàn Hà cũng muốn công cụ này. Rồi. Rồi. Rất cảm ơn các anh các chị. Rồi, công cụ ơi hãy ra đi. Rồi. Để thấu hiểu nhau cách khoa học, một cách biện chứng thì chúng ta không hiểu mò đâu. Mà từ lúc có những công cụ này thì nó giúp cho là thứ nhất là về DISC, mà trong nhóm trong biệt đội FH chúng ta có một chuyên gia rất siêu về DISC, anh Dũng Kiều ấy. Và DISC thì Phúc biết từ năm 2008, biết từ nó, tiếp cận từ nó nhưng mà không ứng dụng nó, nên là biết lờ mờ, biết lơ mơ. Từ khi gặp Dũng Kiều thì hiểu thấu thêm về con người qua cái công cụ DISC trực quan sinh động, rất hay, dễ hiểu, dễ biết. Bao nhiêu anh chị đã biết đến cái công cụ DISC này rồi mà anh Dũng Kiều chia sẻ thì comment thật nhiều chữ DISC. Chúng ta nhắc lại một lần nữa, DISC, công cụ DISC để thấu hiểu về con người đấy. DISC, công cụ DISC, anh Dũng Kiều chia sẻ rất nhiều cái chủ đề này và đã lên tặng cho cả đội ngũ cán bộ, công nhân viên, phụ huynh, học sinh của trường Lương Thế Vinh một chương trình thấu hiểu người khác thông qua DISC. Cái công cụ này tuyệt vời lắm. Anh chị nào mà có cơ duyên được đón được cái công cụ DISC của anh Trúc Kiều thì tuyệt vời. Rất dễ, rất đơn giản, ứng dụng được ngay. Từng giây, từng phút để hiểu chính mình và hiểu về người khác. Nó hay là như thế. Rồi, công cụ thứ hai chúng ta biết đó là cái nhân số học. Nhân số học thì hiện nay cũng đang phổ biến, đang trên số học Pythagore đấy. Và các anh chị xem thông tin hiện nay là rất nhiều các cái chương trình nói về cái nhân số học, nó cũng rất là hay, cho con người nó bức tranh tổng thể con người. Và cái thứ ba là công cụ sinh trắc vân tay, biết trước được các dữ liệu liên quan đến con người. Và công cụ thứ tư còn rất nhiều công cụ ấy, nhưng mà không thể nêu mấy cái công cụ điển hình, đó là khám phá về con người. Hành vi người, người Nhật thì họ có cái gì, cái chương trình về IEK gì đó, hay là Việt Nam chúng ta thì hay có gọi là nhân tướng học đấy, nhân tướng học. Nhưng mà tìm những cái hiểu những cái đó thì nó mất rất nhiều thời gian. Thì Phúc thấy có ba cái dụng cụ
rất dễ hiểu, dễ thấy và làm ngay, chúng ta trở thành thầy của, làm thầy của chính mình ấy. Đó là cái công cụ DISC, và trong đội biệt đội FOH có một chuyên gia về DISC. Thứ hai là nhân số học và thứ ba là sinh trắc vân tay. Cả ba công cụ này thì Phúc đã được biết, được hiểu và đã ứng dụng vào trong cái thấu hiểu về con người, thấu hiểu bản thân mình. Ví dụ như là Phúc là cái nhân số học là chỉ số đường đời là con số 7, thì con số 7 nó gắn với cái gì của mình, gắn với sứ mệnh gì của mình. Từ đó đối chiếu sang DISC, đối chiếu với sinh trắc vân tay thấy là à nó trùng khớp, nó đúng quá. Vì vậy là mình vận hành theo đúng cái quy luật của tạo hóa nó cho mình vận hành theo đúng quy luật tạo hóa thì nó không vất vả thôi. Còn mình bơi ngược dòng nước thì nó vất vả, bơi xuôi theo chiều, té nước theo mưa thì được rất là nhiều đó. Ví dụ như thế là chúng ta vận hành cái giá trị, những cái khoa học, những tiến bộ khoa học vào trong công việc, cuộc sống của mình. Thì đây là một cái công cụ để thấu hiểu nhau. Cũng muốn là anh em chúng ta ngoài cái việc công việc làm kinh doanh ra thì cũng cần rất là nhiều đến cái công cụ này. Nó giúp ích cho công việc kinh doanh rất nhiều đấy, những vấn đề nhân sự rất là tuyệt vời đấy. Công cụ này mà anh em ta sở hữu được, không cần phải chuyên sâu như chuyên gia Dung Kiều đâu, chỉ cần ở mức độ cơ bản nhất là chúng ta đã hiểu được những người xung quanh đang được làm việc với mình. Và từ cái việc hiểu đó để làm gì, ta đối nhân xử thế với họ trong từng giây từng phút. Lúc này thì đối xử thế này, tí nữa là chúng ta phải lựa để chúng ta ứng xử theo cái cách khác để đạt ra kết quả cuối cùng, đó là hiệu quả và công việc, hiệu quả cuộc sống, và đặc biệt là cái mối quan hệ nó hài hòa, vợ chồng con cái, ta kiến tạo hạnh phúc, là một vài cái công cụ chia sẻ các bạn. Rồi tiếp theo chủ đề lớn, chủ đề lớn rất nhiều các bạn doanh nghiệp, doanh nhân chúng ta đang quan tâm tới. Cho con một núi vàng không cho bằng cho con một hướng đi và hướng đường cho con đi. Bản năng của tạo hóa các bạn thấy nhé, tạo hóa thì con hổ nó sinh hổ tử, sinh hổ phụ ra thì nó phải dạy con từ bé từ cách vô mồi kiếm sinh để mưu sinh. Con hươu nó đẻ con ra nó phải biết dạy con nó đứng lên để mà tồn tại chứ. Thế như chúng ta bây giờ thì thực sự là mình đang hành động để hướng đường cho con mình đi, tương lai tiền đồ của mình nó đi như thế nào. Thì vấn đề không phải riêng gì Phúc và tất cả các anh em đâu, một bản thân Phúc cũng rất là trăn trở được việc này. Và khi tìm được ra những cái hướng đường đi cho mình thì thấy là cũng khá là vui, khá là ổn, hướng đường cho con đi. Thì cái thứ nhất là phải hướng đúng theo cái sứ mệnh của đời của con. Đó, cái câu là về sứ mệnh cuộc đời của con thì qua cái DISC này, qua cái sinh trắc vân tay và qua cái công cụ của về nhân số học, nó sẽ tìm được ra cho chúng đúng chúng ta là mình. Cha có thể một sứ mệnh, con một sứ mệnh. Còn kinh doanh nó chỉ là một nghề thôi, kinh doanh là một nghề mưu sinh, một nghề thôi, chứ còn cái sứ mệnh cuộc đời chúng ta là phục vụ, sinh ra trên đời để làm gì. Thì doanh nghiệp mình có sứ mệnh của doanh nghiệp, thì bản thân cuộc đời chúng ta có cái sứ mệnh cuộc đời, thì con chúng ta nó có sứ mệnh riêng của con. Nếu mình hướng đúng cái sứ mệnh cuộc đời con thì cuộc đời nó sẽ được hạnh phúc. Và cái thứ hai chúng ta là xây dựng cái nền tảng cho con theo cái sứ mệnh đó. Cái nền tảng cho con nó có sứ mệnh, ví dụ là cuộc đời nó sinh ra bây giờ mình cứ nó không thích làm kinh doanh kiếm tiền mà mình cứ bắt con phải làm kinh doanh thì đấy là một cực hình đối với con. Nó vẫn kiếm tiền nhưng nó mưu kiếm tiền, nhưng nó kiếm tiền bằng một lĩnh vực, cái nghề khác, một lĩnh vực khác, thì xây dựng cái nền tảng để con đi theo, nó đi đi theo văn học nghệ thuật nhưng vẫn có thể làm cái trong lĩnh vực tư duy về của người kinh doanh nhưng trong lĩnh vực nghệ thuật chẳng hạn. Nhưng mình hướng cái nghề cho con nó sai với cái điểm, cái sứ mệnh của nó thì tự dưng là làm con rất là khổ. Con nó thích ngồi trong bàn là nghiên cứu nhưng bố cứ bắt con phải ra ngoài thì công trường chẳng hạn, làm ngược với đời công việc của nó thì đấy là làm cho con đi ngược. Và cái thứ ba tức là phải đồng hành cùng con suốt chặng đường, đồng hành cùng con suốt chặng đường. Mà cái điều mà chúng ta thì sống cùng con thôi, chúng con ta sống cùng con nhưng con đồng hành cùng con thì chúng ta chưa chắc tất cả các ông bố bà mẹ, tất cả các bạn đang ngồi đây chúng ta đã là những người đồng hành cùng con. Đồng hành cùng con, chúng ta sống cùng con thì đương nhiên rồi, những đồng hành cùng con suốt chặng đường chưa chắc, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa thực sự mang nghĩa của sự đồng hành.
thực sự như người bạn của con. Và cái thứ tư nữa là chúng ta vẫn phải cần để sử dụng các chuyên gia đồng hành cùng con. Một mình chúng ta không thể làm hết tất cả các lĩnh vực, vì một đứa trẻ nó có rất là nhiều cái nhu cầu trong sự phát triển mà. Dạy học thì phải đến trường, học cô, học thầy mà. Đi ra đường thì nó có bạn bè của nó. Thì chúng ta nên sử dụng các chuyên gia. Và ví dụ như tới được các anh chị mà muốn hiểu sâu vào con thì sử dụng chuyên gia Dũng Kiều về DSC, tìm cho con của mình nó nằm ở chỉ số nào, D là gì, I là gì, S gì, C là gì. Thì với người I thì D, I thì nó có mỗi người nó có một cái tính cách, có một khả năng, một năng lực, cái trường năng lượng riêng. Thì mình sử dụng cái đó thì có cái trường năng lượng đó thì chúng ta mới quay trở lại với đồng hành con được. Quay được lại, mình xây dựng nền tảng cho con theo cái đó và quay về sức mạnh cho con được. Như vậy nó có cơ sở, nó rất là biện chứng với nhau trong việc đó. Và bao nhiêu bạn thấy rằng bốn cái điểm này đã khá khá đủ ấy. À, bốn cái điểm mà hướng đường cho con đi, dẫn đường cho con chạy, nó khá khá đủ đủ rồi thì comment vào đây cho Phúc thật nhiều, số 4 ạ. Comment số 4 chúng thấy là bốn cái điểm này khá khá đủ rồi. Thì còn tùy vào mỗi hoàn cảnh, mỗi con người chúng ta có cái cách bổ sung định vấn hướng riêng mà trong đó. Còn bốn cái điểm này thấy là cũng khá khá ổn để chúng ta đồng hành cùng với con, định hướng đường cho con đi. Hổ tử dạy hổ phụ, dạy hổ tử đấy. À, cảm ơn các bạn rất nhiều số 4. Phần tiếp theo, phần hướng đường cho con đi, bốn cái điểm đã rất quan trọng rồi. Như vậy là chỉ số thứ hai đã xong. Quay lại đi tiếp chỉ số thứ ba. Tại sao đưa ra cái chỉ số thứ ba là cái người kế thừa? Chẳng ai muốn làm doanh nghiệp xong hết cái phạm vi làm doanh nghiệp của mình thì tất cả cái cơ đồ sự nghiệp của mình nó bay về con số 0. Cha truyền, con nối, hay là mình cho thế hệ kế tiếp nó truyền lại. Thì mong muốn là cái người kế thừa. Người kế thừa thì tùy theo mỗi cái điều kiện của mỗi cá nhân chúng ta có thể lựa chọn cho mình. Với cái thể không nhất thiết cứ phải tất cả là con của chúng ta. Tức là chọn người kế thừa là những cái người mà đủ năng lực, đủ cái sức để mà kế thừa được những cái điểm, cái giá trị của chúng ta. Thì cái việc để cho người kế thừa này thì được, việc đầu tiên là việc kiến tạo cho cái người kế thừa thì không thể một sớm một chiều được ạ. Nó phải từ 5 đến 10 năm ta mới tìm được con người kế thừa có thể thay ta, là hình bóng của ta, để tôn tạo, duy trì và phát huy được cái giá trị của chính chúng ta, của chính cái cuộc đời chúng ta kiến tạo nên mà. 20, 30 năm, 40 năm kiến tạo lên cái cơ nghiệp của mình, cái giá trị đó, giống như các hãng, các doanh nghiệp lớn trên thế giới, hãng xe ô tô, hãng nước giải khát hoặc các loại cái nghiên cứu khoa học khác, thì họ đều cần có sự kế thừa, không nhất thiết cứ phải là con, nhưng mà cần phải có đội ngũ kế thừa để khi họ ra đi rồi thì vẫn để lại di sản cho xã hội, di sản cho cộng đồng. Chắc chắn là mong muốn là như vậy. Và chúng ta kiến tạo người kế thừa từ năm, ít nhất là từ 5 năm đến 10 năm mới trao truyền. Có những cái nghề, ví dụ như cái nghề thuốc nam, các bạn bạn nghe thấy là cái nghề thuốc nam để mà chọn được người kế thừa thường là người ta chọn kỹ con người đủ tài, đủ tâm, đủ đức, và nó gọi là nó có phải có phúc phần nữa thì mới truyền được cái nghề làm thầy thuốc. Rất nhiều, không phải con nào người ta cũng truyền đâu. Và trên cơ sở cái kiến tạo kế thừa này thì chúng ta sẽ huấn luyện cái kế thừa theo cái giá trị của mình. Đương nhiên là chúng ta tạo ra cái giá trị của riêng mình rồi thì cũng mong muốn người kế thừa để tiếp tục duy trì cái giá trị đó để tồn tại tiếp cho những thế hệ vài chục năm sau, vài trăm năm về sau, đúng không ạ? Nên là cái việc người kế thừa thì mong muốn là anh em chúng, cộng đồng doanh nhân chúng ta bây giờ lao tâm khổ tứ rồi, vất vả nhiều rồi, tạo ra giá trị cho riêng mình, cho cuộc đời của mình rồi thì cần phải có cái đó để duy trì. Để. Và Phúc bây giờ thì đang thực hiện cái việc tiếp tục tìm đội ngũ kế thừa cho tương lai về sau, khi giá trị của mình, khi mình không còn nữa thì giá trị mà để lại cộng đồng nó vẫn còn, cộng có người duy trì lại cho mình ấy. Và các bạn thế nào, thấy đã nhìn thấy nhìn tìm cho mình sự kế thừa, bao nhiêu người đã tư duy, đã suy nghĩ và đã đang tìm người kế thừa cho mình ạ? Comment vào đây để cho Phúc, và xin nhờ số 7 ạ. Số 7 là số số sứ mệnh của Phúc ấy.
Đúng vậy nè, các bạn comment số 7 à, bạn đã đang tìm những người kế thừa, đó rất quan trọng đấy ạ. Cứ mải mê đi rồi xong rồi đến 60-70 tuổi đầu đổ úp một cái xe cảnh sát lên cổng nhà còn gì nữa mà kế thừa. Đó là một cái trăn trở băn khoăn, chia sẻ rất thật, cuộc sống rất là thật mà, chúng ta làm nó có tính nhân quả rất lớn đấy. Nên là chúng ta ngày hôm nay làm chính là cái bước gieo nhân, gieo cái hạt giống từ bây giờ tạo nên cái thành quả tốt về tương lai về sau. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Số 7, chúc mừng các bạn. Và cái chủ đề này chia sẻ cũng vui vui nhỉ. Thế là có cái điều gì nó giống nhau, các bạn doanh nhân chúng ta giống nhau thật đấy. Rồi, chỉ số thứ thứ ba là người kế thừa. Còn nói chuyện về người kế thừa thì là một chuyên đề riêng. À, kiến tạo được người kế thừa cho mình, phương pháp nào, giải pháp nào để kế thừa được cái này, một cái chuyên đề nó riêng, nó sâu hơn nữa. Có nhân duyên để gặp nhau thì sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi, chỉ số thứ tư đó là tài chính chủ động. Cái này chúng ta đã biết và DC cũng đã cho chúng ta cái nguồn tài chính chủ động. Thế nào là chủ động tài chính rồi, tài chính tức là không phụ thuộc thôi. Doanh nghiệp tài chính chủ động nên nói về chủ động mặt cá nhân nhé, không nói về ngoài cái phạm vi của doanh nghiệp. Chủ động tài chính trong doanh nghiệp là khác. Dòng tiền, quản lý dòng tiền của chúng ta trong doanh nghiệp để luôn tạo ra cái lượng tài chính chủ động. Còn tài chính chủ động của cá nhân chúng ta gọi là cái phòng thủ cho bản thân đấy, để gặp bất trắc này, học gặp những cái khó khăn. Bài ta tính thôi, nhân định không bằng thiên định mà. Đấy là cái phần chúng ta chủ động tích lũy được, là gọi là tích lũy về già, nhưng mà về già phải tích lũy từ lúc chúng ta đang trẻ đã khỏe. Thì còn cái việc phân chia chia tiền thì đây nó cũng nó mang tính nhân quả đấy. Vấn đề là cái này thì nó là cái công thức của các chuyên gia họ tặng cho chi cho cuộc cái phần tiền chúng ta chi tiêu ấy, chi tiêu cho cuộc sống, chi tiêu để sinh lời, chi tiêu cá nhân, học tập, rủi ro, và cái việc trong đó có một cái điều đó là vấn đề từ thiện, thiện nguyện đấy. Tạo phúc cho con, tạo phúc cho ta đấy, là cái để lại cho phía sau đó. Rồi, cái này chắc là các bạn biết rồi, không chia sẻ sâu được nữa. Rồi, đúng lại trong một khoảng thời gian ngắn để dành thời gian cùng với anh em chúng ta, tí nữa chúng ta có hỏi đáp với nhau những cái gì mà Phúc chưa đưa hết được vào đây, anh em hỏi trong phạm vi hiểu biết của mình, Phúc muốn chia sẻ được với anh em những điều gì thì chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếp. Và tóm lại vô giải phóng lãnh đạo chưa, việc đầu tiên EDCA giúp chúng ta giải phóng lãnh đạo mà cũng phải có nhiều thời gian. 2 năm vừa rồi đang chuyên tâm chuyên cần về cho việc giải phóng lãnh đạo, nhưng mức độ giải phóng vẫn còn đang mức độ đang trên đà tiến triển. Và kiến tạo được hạnh phúc cùng với việc giải phóng lãnh đạo trong vấn đề của doanh nghiệp doanh nhân, thì giải phóng được ra thì chúng ta phải kiến tạo hạnh phúc, và nó phải đồng hành cùng với việc đó. Chứ chờ đến khi chúng ta làm xong việc này mới làm việc khác, hạnh phúc là một hành trình mà, thì kiến tạo được hạnh phúc cho chính cuộc đời của mình. Nên là trách nhiệm của doanh nhân là phải sống hạnh phúc. Rồi, MVGSM cho doanh nghiệp thì cũng MVGSM cho chính mình. Chia sẻ câu chuyện của Phúc là từ năm 2001, 2002 gì đấy, cũng đã ngồi lúc đấy là ngồi để xây dựng gọi là bảng gọi là chiến lược cuộc đời, làm quyển to đùng này viết ra. Lúc đấy chưa hiểu về MVGSM, doanh nghiệp thầy trọng dạy đâu, biết là vì cái chiến lược cuộc đời đặt cái khúc ra. Mình đang ở tuổi này này, thằng cu này đến tuổi này này, nó sẽ làm gì này, con lên tuổi này đi theo từng năm năm, mỗi năm thì cho nó đạt được cái đích gì, và cũng khá ổn trong cái chặng đường. Khi mình vẽ được ra trước cái đó thì mình sẽ đạt được cái đích đó. Câu chuyện của gia đình, nhưng mà Phúc cũng đã là làm khá kỹ cái việc đó, nên đến bây giờ thì cái bản sơ bộ ngày xưa chưa bận ngày xưa thì khá tốt rồi. Để em visit em cho chính mình rồi, và mong muốn chúng ta hãy hành động ngay cả muộn. Cái chỉ số thứ năm muốn nói với chúng ta đó là cái chỉ số về trách nhiệm xã hội. Phạm vi Phúc nói trách nhiệm xã hội đây là chung phạm vi ngoài cái bản thân mình ra, thì đó là mang tính trách nhiệm xã hội.
trách nhiệm xã hội. Chúng ta đều không phải chỉ là mọi người cứ dùng nói là cái trách nhiệm xã hội chỉ mang cái tính cộng đồng lớn ngoài những người ta, nhưng thực sự ra trách nhiệm xã hội là ngoài bản thân ra thì đó là những vấn đề của xã hội. Thì xã hội đầu tiên thu nhỏ nhất đó là xã hội gia đình chúng ta. Ngoài cái gia đình nhỏ ra thì đến là cái gia đình về anh em ruột thịt này, cái gia đình lớn nhà mình này, gia đình trong dòng họ này. Đấy là vấn đề trách nhiệm trong gia đình. Thì chắc chắn là chúng ta đều thực hiện cái nhiệm vụ trách nhiệm này, nhưng thực hiện đến đâu và thực hiện như thế nào để chúng ta tròn trách nhiệm đó, cũng như là thông cảm với anh em chúng ta và cái cảnh chúng ta rơi vào nhau. Lúc khó khăn thì chẳng ai biết tới mình đâu, nhưng khi có của ăn của để thì nhiều người biết tới. Nhưng cái biết tới để ủng hộ chúng ta thì số cũng đã đông, nhưng còn số còn đông hơn biết đến chúng ta để dòm ngó, để mà moi móc, để mà tóm lại là có những cái đòi hỏi ở chúng ta thì nhiều hơn. Đấy là câu chuyện thực. Và Phúc thấy là các bạn, các anh, các chị chắc chắn cũng sẽ có gặp được hoàn cảnh này. Thế thì cái vấn đề của chúng ta là nếu mình không giải quyết được câu chuyện này, gia đình này, thì liệu rằng mình có an tâm, an lòng không? Về đến quê, về đến làng, về đến xóm, về đến dòng họ thì chủ đủ lời chê tiếng trách, nó giàu, nó tham, nó đủ mọi cái thứ. Liệu rằng chúng ta có an lòng, có vui không, có hạnh phúc không? Cái đó cũng là đây là cái câu chuyện mà viện này nó gọi là cái đối nhân xử thế trong gia đình, là một câu chuyện. Anh em thì trong gia đình, trong dòng họ càng cho càng thấy ít, nên là mức độ đấy phải là một cái bài học đấy. Cho đến đâu, cho bao nhiêu, cho là vừa, cho là đủ, càng cho càng thấy ít. Cách cho không bằng cách cho. Rồi, vấn đề thứ hai, trách nhiệm xã hội đối với những người bạn. Chúng ta sống phải có người bạn chưa? Nếu mà không phân biệt rõ ra ông bạn là ông bạn làm ăn thì mình trách nhiệm trong công việc làm ăn mình làm thế nào để tránh cái việc nhân quả gây hậu quả ra. Bạn làm ăn trách nhiệm đến đâu, thực hiện như thế nào, tin người quá bị nó lừa. Ở bạn trong cái tiếng bạn tâm giao, bạn tri kỷ, chúng ta có những bạn này thì mình thực hiện trách nhiệm với họ. Vấn đề về kinh tế, vấn đề về quan hệ đối xử như thế nào để có giữ được cái mối quan hệ này. Còn bạn xã giao thì nó nhiều, ta không nói. Bạn trong vấn đề trách nhiệm xã hội, chúng ta phải làm doanh nhân, chúng ta chắc chắn là chúng ta phải gánh cái trách, phải chịu trách nhiệm đó. Không chịu cũng không được, vì chúng ta đó là cái liên quan đến công việc, đến cuộc sống của chúng ta phải giao tiếp với những con người này. Thì thực hiện cái trách nhiệm này như thế nào, ngoài vấn đề trách nhiệm bằng kinh tế, thì trách nhiệm trong mối quan hệ, trong tình cảm, đối nhân xử thế với họ để làm sao là đảm bảo cái chỉ số an toàn cho chính chúng ta. Nếu bạn xã giao một ngày được biến đối xử ngay như bạn làm ăn là chết rồi, đối xử giống như bạn tâm giao là học rồi. 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 Bao nhiêu các bạn đã có thể hơi hơi hình dung ra cái ý chỗ này không? Các bạn có hình dung cái chỗ này muốn chia sẻ không ạ? Anh các bạn mà hình dung và hiểu hai cái ý về trách nhiệm xã hội chỗ này Phúc thì comment vào đây cho số 1 ạ. Thấy là nói hiểu, các bạn đã hiểu được. Link MVGM là gì à? MVGM à? MVGM là cái. Rồi, cảm ơn các bạn đã chia số 1 rồi. Cái bạn Linh có hỏi là MVGM là gì? Đây là một cái từ viết tắt ở trong cái bảng mà chúng tôi lập về cái ngày hội mục tiêu chương trình học PDCA ấy. Các bạn chắc là chưa tham gia chương khóa học của PDCA đúng không? Rồi, có cơ hội để giải thích cho bạn rất là sâu này. Về thứ ba, đó là trách nhiệm xã hội đối với xã hội thì chúng ta thực hiện cái nào thế nào. Trách nhiệm xã hội là ta làm là đúng luật, nó sòng phẳng. Làm doanh nghiệp, doanh nhân thì đừng có làm hại cho xã hội. Đôi lúc chúng ta làm hại cũng biết, ngoài việc là vô tình, cố tình hay hữu ý làm sai luật thì chúng ta phải chú ý này. Thứ hai nữa là chú ý về cái luật nhân quả, gieo nhân nào để gặt quả đấy. Bài học nhãn tiền chúng ta đang hiện hữu rất nhiều, tất cả nó là đều nhân quả. Người nhân hôm nay gieo hôm nay nhưng mà quả thì một thời gian sau, nhiều năm sau nó bùng nổ ra. Có những nhiều mà tôi bắt không hiểu vì làm sao ông ấy, thế mà ông ấy cũng bị bắt, thế mà ông ấy cũng bị
xử lý à, thì là cái đó là muộn mất rồi, cái đó là muộn mất rồi. Chúng ta phải hiểu trước, mong muốn được hiểu trước để tránh việc cuộc đời doanh nhân vất vả lận đận đông đông rồi, đúng rồi, vất vả quá, mệt mỏi quá, không làm chủ được mình, không giữ cân bằng cho mình, không kiềm chế được mình, thì đến lúc nó quá đà rồi trượt chân trượt dốc hỏng. Bài học nhãn tiền của chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đang nhìn thấy, không phải doanh nhân nhỏ nhỏ cỡ như anh em chúng ta đâu ạ, doanh nhân cỡ bự, cỡ rất bự. Và có ba cái, một là đúng luật, hai là đúng luật luật pháp này, thứ hai là đúng luật nhân quả, và là đúng luật lương tâm. Có ba cái đúng luật, ba cái luật mà chúng ta cần. Còn cái việc là pháp luật thì có thể không vi phạm, nhưng mà chúng ta day dứt trong lương tâm, pháp luật nó phạm vi nó điều chỉnh nó nhỏ, nhưng mà luật nhân quả, luật lương tâm thì nó điều chỉnh tất cả vấn đề cuộc sống của chúng ta. Tôi chia sẻ các bạn. Và cái trách nhiệm thứ tư mà chúng ta hay làm, nói đến đó chính là chúng ta thường làm thiện nguyện để giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Thì đây cũng là một bài học kinh nghiệm của Phúc, tham gia rất nhiều tổ chức thiện nguyện trong cộng đồng, trong xã hội, thì cũng là một cái bài học giúp người yếu thế. Đầu tiên là mình giúp họ là giúp bằng cái tâm huyết, cái trái tim của mình, chứ không phải là sự ban phát. Thực sự là chúng ta giúp cho những người yếu thế là giúp bằng như vậy, chứ chúng ta không phải là ban phát, chúng ta cũng không phải đánh bóng thương hiệu, không phải là vì cái gì cả. Thực sự chỉ chúng tôi là chỉ là tôi có cái điều gì tôi sẽ giúp cho các bạn, đấy là giúp bằng vật chất. Chúng ta đang hay làm gọi là công tác thiện nguyện bây giờ, cái đó là đôi lúc nhiều, rất nhiều các bạn làm doanh nghiệp, các doanh nghiệp làm các thiện nguyện nhưng không phải là thiện nguyện đâu ạ. Đó. Nên là làm phúc hay phải tội là như vậy. Cái thứ hai nữa, trong vấn đề giúp bằng tiền tiền tài chính và vật chất cho những người yếu thế thì phải rất là hết sức lưu ý kỹ càng, đó là mình giúp bằng tình cảm của mình, nhưng mà giúp người là phải đúng cách, giúp người đúng cách. Trong lúc đi làm các tổ chức thiện nguyện thì bọn mình sẽ làm rất kỹ cái việc này, chứ không phải giúp một cái vô vô tình vô tâm đâu, giúp rất là kỹ càng. Thực sự khó khăn, thực sự cần phải trợ giúp đến ta thì hãy giúp, còn không cần thì thôi, vì chúng ta không phải có sức, của chúng ta nó không vô hạn. Và đặc biệt hơn là nếu thì giúp được cái cơ hội cho cộng đồng phát triển, ví dụ anh em chúng ta làm doanh nghiệp tư nhân thì tạo ra công ăn việc làm, tạo ra rất nhiều cái điểm tốt cho những người lao động, và đặc biệt hơn chính trong quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội chúng ta trong chính doanh nghiệp đối với người lao động, làm cho tạo ra cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho họ, đấy cũng là một trách nhiệm rất lớn cho những người trong cộng đồng, trong xã hội, giúp cho họ có cơ hội phát triển. Thế còn với có lớn hơn nữa thì chúng ta phải làm giúp cho cả một cái vùng dân cư hay cả một điều kiện nào đó. Hiện nay là đối với mình thì mình đang làm mấy cái lĩnh vực đó, thì với cái hướng tâm là như vậy, nên là mong muốn là giúp cho tất cả cái cộng đồng, những người lao động cũng như là những người khu vực xung quanh dân cư có tác động ảnh hưởng đến, thì trong phạm vi của mình có thể giúp được cộng đồng nhé, ảnh hưởng vậy. Thì đây là cái chỉ số thứ năm là trách nhiệm xã hội. Thì tất cả những cái trách nhiệm năm cái chỉ số này sẽ giúp cho chúng ta cơ bản là đạt được những cái giá trị mà cuộc sống mình có hạnh phúc vững bền, đạt được năm giá trị để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc vững bền. Vâng, trên là một vài các cái chia sẻ mang tính cá nhân cùng với anh chị các bạn trong cộng đồng FOH, trong các bạn trong cộng đồng ECA và các bạn tham gia trong buổi hôm nay. Trong phạm vi của mình thì với tâm nguyện cũng như tình cảm muốn chia sẻ với anh chị em, cái điều gì mà nó phù hợp thì chúng ta có thể ứng dụng vào trong việc mình, còn những điều gì mà nó thấy nó chưa phù hợp với mình thì mong tất cả anh chị em, những các bạn đã dành thời gian hôm nay hết sức là hoan hỷ cùng với Phúc, để chúng ta có cơ hội gặp nhau thì chia sẻ thêm hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và phần chia sẻ của Phúc tối hôm nay workshop đến đây là hết. Xin trả lại cho MC, và các bạn có câu hỏi cái gì thì các bạn cứ đặt vấn đề, trong phạm vi Phúc trả lời là cái gì sẽ cùng với các bạn chúng ta chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Dạ vâng, cảm ơn anh Phúc rất là nhiều ạ. Bao nhiêu trong số anh chị thấy phần chia sẻ vừa rồi của anh Phúc vô cùng giá trị thì hãy comment thật là nhiều số 8 để cảm ơn anh Phúc đi ạ. Vâng, và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với phần Q&A. Thì em xin mời tất cả các anh chị ở trong phòng Zoom, nếu như chúng ta có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc nào mà
muốn chuyên gia giải đáp thì anh chị hãy ấn vào biểu tượng giơ tay raise hand ở trên màn hình nha, để ban tổ chức có thể mở mic cho mình ạ. Đây đều là những cái kiến thức rất là hay và rất là cần thiết đối với tất cả các anh chị đúng không ạ? Nên là anh chị chúng ta muốn giao lưu và đặt câu hỏi cùng với chuyên gia thì anh chị hãy ấn vào biểu tượng giơ tay nha. Vâng, em thấy có anh Cường đã giơ tay ạ. Em xin mời anh Cường ạ. Alo. Dạ, xin chào anh Phúc với chào em. Qua bài chia sẻ của anh Phúc thì mình thấy rất là có ý nghĩa. Và cũng muốn nhờ anh Phúc giải đáp thêm cái phần mà BCDS á, thì phần đó muốn hiểu sâu một chút, nhờ anh chia sẻ sâu thêm cái từ đó. Cái bảng MVGSM mà anh. Dạ đúng rồi. Đã rồi. Anh Cường đã học chương trình PDCA chưa? BCDA dạ đang học thưa anh. Anh học khóa dạy về phòng lãnh đạo đây à? Dạ đúng rồi. À, vừa học buổi thứ hai. Ngày buổi thứ hai của thầy Trọng đấy đúng không? Dạ. Đấy. Chúc mừng anh, rất là tuyệt vời. Em giải thích cái bảng FC nó là cái bảng chi tiết cụ thể cái kế hoạch hoạt động cho doanh nghiệp ấy. Cái này sau anh sẽ học sâu đấy, anh sẽ đi hiểu ngay. Thì MVGSM nó là cái bảng dành cho doanh nghiệp, nó cụ thể chi tiết lên từng cái chương trình hành động để xong anh chuyển xuống thì kế hoạch cho bộ phận nhân viên. Cái này là bảng cực kỳ khoa học và nó chi tiết lắm. Sau khi lập được bảng MVGSM thì đấy chính là một cái công cụ đã giúp cho anh giải phóng lãnh đạo để không phải khổ sở với công việc, không phải khổ sở với nhân viên, giải phóng của mình ra. Thì ở đây muốn Phúc muốn bí cái xây dựng ở doanh nghiệp trong phạm vi nhỏ như vậy mà chúng ta đã sử dụng cái công cụ là bảng MVGSM thì cuộc đời chúng ta cũng cần được giải bày ra theo cái bảng MVGSM đó. Thế thì MVGSM là cái ví dụ, cái mô hình để chúng ta thực hiện cái mục tiêu cuộc đời của mình nhé anh. Trong những cái bảng MVGSM thì nó có cái chữ mà DISC á thưa anh. Dạ. Cái chữ mà DISC á. Vâng. À, chữ DISC là cái nó là cái công cụ DISC gì anh? Dạ đúng rồi. À, công cụ DISC nó là một cái môn khoa học, nó nghiên cứu về con người ấy. DISC trong cái tất cả cái con người chúng ta sinh ra thì nó đều nằm trong cái bốn cái nhóm người. Tên của nó đại diện một nhóm, thứ nhất là nhóm D, nhóm thứ hai là nhóm I, nhóm thứ ba là nhóm S, nhóm thứ tư là C. Thì dù là Phúc hay là anh Cường hay tất cả các bạn đang ngồi đây thì chúng ta sẽ nằm trong một trong cái bốn cái nhóm người đó. Và mỗi cái nhóm người đó thì nó có những cái giá trị đại diện tính cách về con người nó khác nhau. Khi hiểu về cái tính cách của nhau rồi thì chúng ta mới biết cách để chúng ta đối xử lựa với nhau, đối nhân xử thế đấy. Biết người để đối nhân xử thế đấy anh Cường ạ. Đấy là cái DSG để công cụ là như vậy. Có cơ hội thì anh học xong cái này vào được chương trình cùng với anh em thì gặp chuyên gia Dũng Kiều là một chuyên gia DISC giúp chúng ta. Công cụ này nó hữu ích lắm. Có thể anh em chỉ ngồi với nhau 5, 7, 10 phút để chúng ta hiểu về con người của nhau. Không cần phải nhiều thời gian chung sống với nhau đâu. Nó rất hay là như thế. Thì chắc chắn là cái đại diện tính cách con người nó sẽ ra được cái phương pháp của chúng ta đối xử. Các bạn trong kinh doanh ấy, nhất là cái đội ngũ làm sale ấy, thì họ phải càng hiểu sâu về DISC. Họ chốt đơn đơn hàng thì trong có mấy phút khi tiếp xúc với khách thì họ phải chốt được ngay. Thì làm thế nào để chốt đơn hàng trong công cụ này là giúp cho kinh doanh tốt lắm anh ạ. Mong rằng mình sớm đón được cơ duyên DISC nha anh Cường nha. Rồi. Cảm ơn anh Phúc nhiều. Tại vì em cũng có đang đăng ký học cái khóa tiếp theo á. Vẫn tự động hóa doanh nghiệp thưa anh. Rồi, học tự động hóa doanh nghiệp xong đến chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu. Những chương trình rất là đặc biệt. Cầm tay chỉ việc và thực chiến. Đi xây là một cái môi trường rất là đặc biệt. Anh em tham dự rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh Cường. Chúc anh Cường nhé. Cảm ơn Phúc. Vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều ạ.
Không biết trong lớp chúng ta có anh chị nào còn câu hỏi hay là thắc mắc gì muốn chuyên gia giải đáp không ạ? Hôm nay rất nhiều các gương mặt mới các bạn ơi, mình chia sẻ lại thế các bạn cứ trao đổi với nhau rất là thoải mái. FOH là luôn luôn trao tặng giá trị, luôn luôn hướng tâm cho đi, các bạn cứ thoải mái đi, không có một Tiếp rào theo cản là nào, giơ tay để ban tổ chức mở mic cho mình nha. không một rào cản nào cản đường chúng ta đến được với nhau. Em thấy chị Yến có giơ tay ạ. Em xin mời chị Yến ạ. Vâng ạ, em chào anh Phúc nhé, chào Xuân nha, chào tất cả anh chị ạ. Em muốn hỏi một chút anh Phúc ơi, là cái anh Phúc đã làm cái xây dựng văn hóa gia đình ấy, thì anh Phúc có chia sẻ một chút giúp em với, vì em cũng đang muốn áp dụng cái này vào gia đình của mình ấy, mà chưa biết làm như nào cho nó đạt hiệu quả nhất, thì là với kinh nghiệm của anh Phúc thì anh Phúc chia sẻ giúp em và mọi người một chút ạ. À, Và em xin nói cảm thế ơn ạ. là biết là một người đầy trách nhiệm, yêu thương gia đình, tình cảm yêu thương rất là lớn rồi. Chúc mừng em. Thì là kinh nghiệm thì trên cái cơ sở nền tảng chia sẻ đấy, xây dựng cái nguyên tắc của gia đình, từ cái nguyên tắc văn hóa gia đình, nó là cái cụm từ nó lớn. Văn hóa là nó kiến tạo của tất cả cái giá trị mình hợp lại. Nhưng đầu tiên cái công việc đó là chúng ta xây dựng nguyên tắc, một cái nó giống như là một cái hành lang pháp lý trong gia đình, tớ với cậu hay là mẹ với con, nhưng mà thứ thì nó có một cái nguyên tắc. Thì trên cơ sở thứ nhất là về quy định về mặt thời gian, thì thường chúng ta hay thì xâm phạm cái khoảng thời gian của nhau, chờ mọi người về ăn cơm, tức là người chờ là người đi về muộn là xâm phạm với người đang chờ ở nhà. Nó đơn giản thôi nhưng nó không phải phức tạp, thì chúng ta thống nhất đi. Hoặc là một cái nguyên tắc là khi đi báo việc về báo công chẳng hạn, nếu mà bạn không ở nhà ăn cơm cùng với tớ thì bạn phải thông báo trước cho tớ bao nhiêu phút để tớ nấu cơm, hay là đến những cái nguyên tắc về mặt thời gian sử dụng với nhau, buổi tối đi đến đâu bao giờ mới về, trong cả bố mẹ cả con quá 11 giờ đêm thì báo cáo tổ chức cho rõ ràng, chứ không phải là con thích đi đến 12 giờ cũng được, xin mẹ đến 10 đến 11 giờ về, thế là tự dưng xung đột đã xảy ra thôi. Đây là những cái xây dựng cái nguyên tắc thì đơn giản chứ không phải khó khăn ạ. Nó rất đơn giản chứ không phải về thời gian này. Đấy, thứ hai là những cái vấn đề bình đẳng và tôn trọng nhau trong gia đình nhé. Mình thống nhất với nhau là mình có về thăm nội, thăm ngoại, thăm người thân, thăm người ốm, thăm người này, người khác, có đi hay không đi? Có, à nếu có thì tần suất là bao nhiêu? Thì mình trên cơ sở cái nền cái về cái việc đó, tùy theo công việc của mỗi người. Chứ thì về bên nội thì suốt ngày ông chồng đi, về bên ngoại chỉ có bà vợ đi, thì liệu rằng chúng ta cái kiến tạo như vậy nó có được hay không? Thì phải ít nhất là em có đi 2 lần thì anh phải đi 1 lần, đấy cũng là cách để chúng ta thỏa thuận với nhau chẳng hạn. Đấy. Nhưng bạn sẽ xây dựng cho vay phù hợp với hoàn cảnh của mình, thì trên cơ sở mà thông cảm cho ông chồng, nếu chồng làm doanh công việc mà ở xa mình, hoặc là chồng làm bộ đội ở xa biển đảo, thì mà cứ nói là 1 tuần về thăm bề ngoại và nội 1 lần thì nó lại không đúng, không phù hợp mà. Thế thì bạn sẽ dựng cái không gian thời gian này và những cái quy ước cụ thể trong công việc cuộc sống của mình, và đặc biệt hơn là mình xây dựng được cái môi trường để chúng ta tuân thủ. Chứ xây dựng ra thì đã khó rồi, nhưng mà tuân thủ việc đó là còn khó hơn. Và chúng ta ai phải làm gương, chính chúng ta phải làm gương. Xây dựng nguyên tắc ra thì con nó không áp dụng được ngay đâu, mình sẽ lựa dần từng bước. Nguyên tắc tôn trọng bình đẳng ấy, thì con nó sẽ dần thực hiện theo từng bước cùng với ta. Đừng có bắt con là thực hiện vừa xây dựng nguyên tắc lên. Các bà mẹ hay nói là ta bảo mãi mày rồi thế mày không nghe, bảo là có một câu thôi con chưa nghe thì đã khùng lên rồi. Nên thế thì con nó dở nguyên tắc là mẹ lại cáu giận với con rồi nhá. Nên nó dở cái bảng năm luôn năm không ra, nó đối chiếu, nó bảo mẹ hôm nay vi phạm, nó chấm cho mẹ 1 điểm vào đấy, được không? Nên là trên mình tôn trọng con mà, con nó nói là mình tôn trọng nó chứ không phủ quyết được. Cái đó nó đơn giản thôi, nhưng mà thực ra là cả một quá trình rèn luyện rất là kỹ đấy. Ông bố bà mẹ, những người làm thủ trưởng rèn luyện ôn hòa với con, với thành viên gia đình có. À, cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn Yến. Anh trả lời như thế đó, Yến thấy sao? Hỏi thêm nữa không?
Vâng, cảm ơn chị Yến ạ. Vâng, em cảm ơn anh Phúc nha, cảm ơn Xuân ạ. Mic của Rồi, em xin vừa làm xong, em không bật được, em bây giờ mới bật được. Và em rất là cảm ơn phần chia sẻ của anh ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Yến ạ. Vâng, tiếp theo em xin mời anh Cường ạ. Anh Cường bật mic lên anh Cường ơi. Em chào anh Phúc, chào cả lớp. Xin chào anh Cường. Vâng. Em chỉ có một số cái câu hỏi và ngoài lề về cái việc mà không thuộc chủ đề buổi học hôm nay, thì anh em mình đã trải qua những cay đắng ngọt bùi rồi. Thế thì cũng đến một cái giai đoạn mà gọi là phát triển ổn định. Thế thì em muốn anh chia sẻ một số cái kinh nghiệm về cái việc mà khi mà đã doanh nghiệp mình nó phát triển nó ở mức độ là ổn định rồi, xong phát triển lên một cái tầng cao mới về cái việc mà đến cái thời điểm mà anh muốn anh chia sẻ về cái việc mà các anh có những cái kinh nghiệm đã trải qua rồi, thì để cái việc mà doanh nghiệp nó phát triển mà mình giải phóng được bản thân mình, thì em cũng muốn chia sẻ những anh chia sẻ cái kinh nghiệm thực chiến của anh. Tức là ý của bạn Cường muốn hỏi là cái kinh nghiệm để phát triển của doanh nghiệp. Vâng. Kinh nghiệm để phát triển doanh nghiệp đến thì cái giai đoạn mà gọi là tự động hóa ấy, thì rồi. đã qua những cái giai đoạn rồi, em muốn anh chia sẻ những kinh nghiệm đấy ạ. Rồi. Thực ra thế này, cái trước đây chúng ta làm doanh nghiệp thì là đi chúng ta đi lên từ nghề giống nhau. Và sau đó thì mỗi người theo cái tư duy kinh nghiệm góp nhặt để chúng ta làm doanh nghiệp. Chứ khi vào học chương trình của PDCA chúng ta mới biết là làm doanh nghiệp bài bản, đúng không? Làm doanh nghiệp bài bản nó phải xuất phát từ đâu? Đầu tiên xây dựng hệ thống phải từ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt văn hóa, giá trị cốt lõi. Để nó có những cái đó thì nền tảng. Thì trước đây chúng ta đi cứ đi ngược mà. Xuống góp nhặt một tí, học chương trình về áp đặt KPI cho anh em này. Văn hóa thì không có nên đưa KPI vào nó bị đảo lộn này. Hay là đưa những ứng dụng cái mới vào trong doanh nghiệp vì nó không có nền tảng văn hóa thì chúng ta đảo lộn. Thì bây giờ PDCA đã cho trang bị chúng ta rất là kỹ. Cường đã học đến khóa nào của PDCA rồi? Em đang học cũng theo học cái khóa giải phóng lãnh đạo từ văn hóa doanh nghiệp nhé. Tức là học khóa 1 của giải phóng lãnh đạo à? Vâng ạ. Rất hay, chúc mừng. Đấy thì cái này là chúng ta phải giải phóng lãnh đạo, ta học trong 2 trong 3 buổi đúng không? Sau tiếp thì Cường nên đi học, mình nghĩ là đây chính là kinh nghiệm của mình. Thực ra là mình học về quản trị doanh nghiệp rất là sâu về mặt kiến thức hàn lâm, nhưng nó không giải quyết nhiều cho vấn đề quản trị doanh nghiệp. Nên là khi cứ mở rộng quy mô doanh nghiệp ra thì nó lại thêm một cái khổ chủ, lại tăng thêm độ đó. Nên là thực sự là vật lộn với cuộc sống rất nhiều. Nhưng mà khi mà có cái được học cái hệ thống quản trị doanh nghiệp một cách bài bản PDCA ấy, thì mình rất là tự tin với cái việc làm của mình có thể làm đâu. Bạn đừng nghĩ một doanh nghiệp chứ 10 doanh nghiệp thì mình thì bạn làm rất là bình thường, bởi vì bạn có công cụ và nó chuẩn hóa được rồi, có quy trình làm rồi. Bạn cứ đừng lo là một doanh nghiệp mà phải có thể làm mở rộng quy mô rất lớn đi nữa, giống như các doanh nghiệp toàn cầu ấy. Mấy ông doanh nghiệp Nhật, ông xách cái catap, ông vali sang Việt Nam, ông cầm một ít vốn sang là ông thống trị, ông thôn tính luôn cả. Nhưng mà mình không hiểu tại sao họ làm được. Không phải là họ siêu, cái đầu của họ to hơn của mình đâu, mà họ có cái công cụ quản trị doanh nghiệp nó khác mình, nó khoa học hơn mình, nó hiệu quả, nó ứng dụng tốt hơn, nên họ thành công. Đấy. Họ thành công chứ không phải bây giờ chúng ta đang học cái này là có công cụ vậy. Nên là mình rất là vui mừng, rất là thấy cái tuyệt vời khi mà thấy anh em doanh nghiệp Việt Nam chúng ta hướng và nắm được cái công cụ đầu tư, không phải là tiền của, tiền thì đối với doanh nghiệp phải là lớn, nhưng mà đầu tư cái thời gian và thay đổi cái nền tảng tư duy trong vấn đề quản trị doanh nghiệp bài bản và hệ thống, đấy là một điều tuyệt vời nhất mình cảm nhận ở anh em. Thế còn để làm được cái việc đó thực sự đưa vào doanh nghiệp hệ thống thì phải hết sức là kiên trì, không nói một sớm một chiều được đâu. Một cái cỗ máy lớn, bạn học lái cái xe đạp thì bạn chỉ học trong vài ngày thôi,
bạn lái một xe ô tô bạn học mấy tháng, nhưng bạn lái một cái phi cơ thì bạn không thể học trong mấy tháng được, đúng không? Thì doanh nghiệp chúng ta cũng vậy, bạn quản trị một cửa hàng nhỏ bạn sẽ thay đổi nhanh, nhưng mà doanh nghiệp quy mô càng lớn thì bạn phải cần đầu tư thời gian và công sức để vào cái việc mà thực hành thay đổi cái phương pháp quản trị. Thì mình áp dụng cũng tương đối cơ bản rồi, và sẽ con đường giải phóng lãnh đạo thì nó là cái đích chúng ta đến, giải phóng ra khỏi cái doanh nghiệp của mình ấy, giải phóng ra khỏi cái khổ chủ ấy. Doanh nghiệp càng lớn thì chủ càng khổ mà. À, thì chúng ta làm cái đó, thì từ cái việc mà chúng ta xong được cái vấn đề doanh nghiệp của mình thì cái doanh nghiệp nó cũng là một cái phần của cuộc đời chúng ta anh Cường ạ. À, tức là doanh nghiệp nó cũng là một phần kiến nó kiến tạo lên cuộc đời chúng ta, nó không phải là doanh nghiệp là tất cả, mà tiền không phải là tất cả, nó là một công cụ giúp chúng ta thực hiện được cái sứ mệnh cuộc đời của mình, cái đó là quan trọng hơn. Chứ nếu chỉ được đạt thành công doanh nghiệp mà sứ mệnh cuộc đời của mình lại không đạt được nữa, nó lại cũng là một cái chưa thể khẳng định được cái chân giá trị chân của sự thành công. À, một vài chia sẻ với anh Cường thế được chưa? Vâng, em cảm ơn anh. À, có duyên chúng ta lại còn chia sẻ nữa. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Cường ạ. Vâng, tiếp theo em xin mời anh Tuấn ạ. Anh Tuấn có câu hỏi đặt cho chuyên gia. Em xin mời anh ạ. Em xin chào anh Phúc và xin chào tất cả các anh chị trong buổi học Zoom ngày nay. Lời đầu tiên thì em cũng rất là cảm ơn anh Phúc đã chia sẻ 30 năm, 33 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh của anh. Thế hệ trẻ chúng em rất là cảm thấy rất là bài học rất là tuyệt vời. Thứ hai là em cũng rất ấn tượng với anh Phúc, bởi vì mỗi lần quảng cáo FOH thì cái giọng nói của anh Phúc em rất ấn tượng, thì về cái khí của anh nó rất là trầm ấm. Thì em có hai câu hỏi để đặt cho anh Phúc. Thứ nhất là trong quá trình anh làm doanh nghiệp 33 năm thì sau năm bao nhiêu anh nhận ra cái sứ mệnh tầm nhìn của mình và anh quản trị cái thân của anh bằng các cái cách nào để đạt được cái tâm như tâm của anh đến đến bây giờ? Thế anh quản trị cái thân của mình trước, chắc chắn là cái thân để anh đạt được cái tâm. Tiếp theo câu hỏi thứ hai nữa là hiện nay thì tất cả những cái gì mà anh Cường chia sẻ thì rất là hiểu, em rất là hiểu là bác đã áp dụng tất cả quy luật để vào cuộc sống và để kinh doanh. Thì hiện nay ngoài cái quy luật nhân quả thì bác Phúc đang áp dụng tất cả những quy luật gì nữa để hiểu được cái giá trị cuối cùng, mục đích cuối cùng của con người kinh doanh cũng như làm doanh nghiệp cũng là giữ hạnh phúc. Em xin hết hai câu hỏi đấy để nhờ bác Cường chia sẻ, bác Phúc chia sẻ. Rồi, cảm ơn bạn, câu hỏi của bạn Tuấn nó không phức tạp lắm đâu, đơn giản thôi mà. Tư duy là một cái cách từ suy nghĩ này, nó phải hành động, hành động mới ra thói quen, thói quen mới ra tính cách, và tính cách nó chính là gặt ra cái số phận của chúng ta. Đã. Bạn cứ đi theo chuỗi đó, có thể chúng ta suy nghĩ rất hay, nhưng mà suy nghĩ rất là tuyệt vời, ý tưởng rất tốt, nhưng chúng ta không hành động. Hành động tiếp tục thì mới trở thành thói quen, và thói quen thì nó mới chính là giá trị của chúng ta. Chúng ta sở hữu tài sản chúng ta là tất cả những thói quen thôi. Thói quen tốt thì có tài sản giá trị tốt, mà thói quen nhiều, thói quen xấu thì giá trị xấu. Đấy là sự đơn giản thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sứ mệnh tầm nhìn của doanh nghiệp thì vừa khi vào PTC mình mới hiểu được, chỉ nghe thôi, chứ còn hiểu để ứng dụng nó vào trong doanh nghiệp thì gặp PDCA mình bắt đầu mới chính thức ứng dụng một cách nó bài bản, nó khoa học, nó có thứ tự, nó có quy trình từ đầu đến cuối. Chứ khi mình làm đảo lộn, chưa có văn hóa doanh nghiệp thì mình đã muốn làm cái việc khác rồi, nên là lúc thì nó lớn, lúc thì nó nhỏ, lúc nó được, lúc nó mất, nó không có cái nền tảng cho sự bền vững. Nên là khi mà sứ mệnh doanh nghiệp làm khi vào có PDCA thì mình đã làm được lại, mình xoay chuyển lại. Mà không phải chúng ta trong doanh nghiệp không, chưa có văn hóa, không phải không có tầm nhìn, không có những cái sứ mệnh của nó, mà chúng ta có, nhưng chúng ta sắp đặt nó không đúng cái tuần tự, tức là quy trình chúng ta thực hiện nó bị ngược ấy. Nên là nó không mang lại giá trị, thì PDCA giúp chúng ta cái đó. Thế còn quản trị bản thân, và nói câu đó là cái rất hay. Thực ra mình đã ý thức được cái việc này từ từ khá sớm, nó ý thức được ra
là khi mà mình năm 1994 lúc đó mình có đọc một cuốn sách rất hay, lúc đó các cuốn sách sách là Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Hiến Lê. Có thể cuốn sách nó rất là bổ ích cho mình ứng dụng rất nhiều trong vấn đề công việc và kinh doanh, nhất là vấn đề đối nhân xử thế, và mình thành công từ việc đó. Và đối với bản thân của mình thì lúc đó là mình nghĩ thôi, tức là mình chỉ hiểu được là sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người, nhưng không hiểu không thấu đó. Chỉ đến khi mình bị mất sức khỏe, tức là lúc đó là năm cũng đồng thời với cái giai đoạn đó, bạn biết làm doanh nghiệp trước là mình thường xuyên phải bán cái thân của mình để đi mua việc, là sớm khuya đêm tối bất chấp hết, không tính gì về thời tiết cả. Cái thứ hai là những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng không kiểm soát được, nên là làm cho cái trạng thái sức khỏe nó yếu, nó kém đi, nó ốm đau thường xuyên. Mà lúc mình còn trẻ sức khỏe yếu lắm, thì mình khi mình ý thức được ra thì mình đã biết được biết cách chăm sóc sức khỏe là để nhờ bác sĩ cho thuốc uống. Thực ra cái đấy chỉ là giải pháp tạm thời đấy. Khi cũng nhất là tình cờ nhân duyên, lúc đó là năm năm 99 thì cũng một cái việc đi là ký hợp đồng với anh bạn, anh nhắc đến cái cuốn sách đó là cái cuốn sách Suối Nguồn Tươi Trẻ, nói là rất là hay, đã bổ ích, thì mình thấy là cần có ngay, mình ra mình mua cuốn sách cuối cùng duy nhất của một cái thư viện, bây giờ mình vẫn giữ, mình vẫn giữ lại cho các bạn xem với nó làm đâu rồi này. Rất hay đấy, cất ở đâu vậy? Thì nó đã giúp cho mình, và mình luyện tập theo đó, bắt đầu mình ứng dụng luyện tập, sau mình kiên trì trong một tháng bắt đầu trạng thái nó thay đổi, tình trạng sức khỏe rất tốt. Từ đó đến nay là mình duy trì thường xuyên đều đặn và phổ biến cho rất nhiều người thực hành cái bài này. Thực ra là cái khí huyết của mình thì chính là hàng ngày, có thể các bạn luyện tập yoga và luyện khí công, và mình cũng đã luyện cái bài đó rồi, nhưng thực ra là mất rất nhiều thời gian, nhưng để đạt hiệu quả thì chưa thấy nó hơn được cái bài này của mình. Và khi mình luyện bài này mình thấy là cái khí huyết nó rất là khỏe, hàng ngày nó luyện khí. Mà bây giờ mình đang thực hiện cái không phải luyện tập nữa, mà nó trở thành một thói quen, một cái phản xạ tự nhiên của mình rồi, là cái khí huyết nó rất là tốt. Đấy là cái thứ nhất về chăm sóc sức khỏe, ý thức rồi. Có thể nói rằng là đạt được cái chỉ số sức khỏe đó thì cứ kỳ công phu hàng ngày thôi, tích cóp mỗi ngày 20 phút chăm lo cho sức khỏe, đảm bảo mình không có ốm đau bệnh tật gì cả. Bác sĩ đi khám chữa bệnh với chuyên gia của bệnh độ FOH mình vừa rồi kiểm tra sức khỏe thấy là không còn gì khỏe hơn nữa. Báo vui như thế. Thế là cái bạn rất mình rất muốn chia sẻ các bạn, mà các bạn luyện tập bài này quý vô cùng. Mình còn có những cái bài giúp cho các bạn, mình cam kết với người bệnh nhá. Tôi cam kết tôi chữa khỏi bệnh cho anh cho chị. Anh chị không phải mất tiền, còn nếu mà còn không khỏi bệnh thì tôi sẽ đền bù tất cả cái số tiền để cho anh chị đi chữa bệnh. Nhưng đó là mình nói như vậy để tạo lòng tin cho mọi người. Cái này thì nó dễ làm lắm, rất dễ làm. Nhưng vấn đề nó chỉ đòi hỏi là ý chí kiên cường, kiên trì. Và anh em doanh nghiệp chúng ta ý chí thì nó đang có sẵn để luyện bài này thì tuyệt vời. Ý thứ hai là bạn nói về cái việc áp dụng nhân quả, cũng là cái học trong trường đời, học trong cuộc sống, học qua nhiều các chương trình, các tổ chức, mình tham gia rất nhiều các tổ chức, mình thấy được là những cái điều gì thường là chúng ta chỉ ta thấy ta mới tin, đúng không? Nhưng mà phước đức cho những người chưa thấy mà tin. Thực ra những cái điều chúng ta thấy ta mới tin thì chúng ta tin hay không tin thì không còn cái giá trị nữa. Và chúng ta phải biết đặt niềm tin, giống như chúng ta đặt vào kỳ vọng tương lai, sẽ đặt sứ mệnh tầm nhìn của mình cũng là tin vào trong tương lai, chứ không phải tin vào cái hiện tại. Hiện tại đã xảy ra rồi thì bạn không cần phải tin, vì nó đã hiện tại đã xảy ra rồi. Và chúng ta tin vào cái trong tương lai thì mình tin vào luật nhân quả, mà chả phải tin là không phải theo đạo Phật đâu ạ. Trong triết học cũng đã dạy chúng ta quy luật nhân quả đấy mà. Triết học cũng đã dạy chúng ta quy luật nhân quả rồi, chúng ta học đều biết gieo nhân nào gặt quả đấy thôi, bình thường. Thì vấn đề sâu hơn nữa thì hiểu nhân nào là nhân lành, nhân nào là nhân phước đức thì mình gieo cho nó đúng. Chúng ta làm phúc nó phải tội, chúng ta hay đi làm phúc nhưng nó hay phải tội, cho người như người trả ơn mà lại còn oán, thì do cái việc là chúng ta hiểu nó chưa kỹ, chưa sâu vào vấn đề về nhân quả, luật nhân quả, luật lương tâm. Thì những cái gì mà lương tâm nó không giày vò, không cắn rứt chúng ta, lương tâm thì chỉ có mình ta biết, nhìn mình ta hiểu thì tự mình cũng thấy đó, nó cũng là một cái phần trong cái giá trị để chúng ta tạo dựng cho chính con người mình, tạo dựng giá trị cho con người mình.
Muốn phải chia sẻ nhỏ nhỏ ngắn với bạn Tuấn thế nhá. Rất cảm ơn câu hỏi của Tuấn. Vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Chúc cho anh Tuấn sẽ áp dụng được những cái kiến thức mà chuyên gia vừa chia sẻ nha. Tiếp theo thì em xin mời anh Việt ạ. Nhờ ban tổ chức mở mic giúp anh Việt ạ. Vâng. Hello, dạ, em xin chào anh Phúc ạ. Vâng, chào bạn Xuân và chào các anh chị em có mặt trong buổi Zoom hôm nay. Và em cũng xin rất là cảm ơn anh Phúc mà đã rất là nhiệt tình chia sẻ cho các anh chị em, cũng như là anh Giang đã cũng là đầu tàu của hành động của FMOH, và chắc là chắn là sau này thì em cũng rất mong là có nhiều cơ hội để được nói chuyện và chia sẻ cùng anh. Rất vui được chia sẻ cùng anh. Vâng, bác thì trông thần thái của bác em rất là ngưỡng mộ. Vâng, đến giờ này bác nói giọng của bác vẫn rất là chắc. sức khỏe bác là tuyệt vời ạ. Em xin phép em được hỏi anh một hai câu hỏi về về em thì em đặt câu hỏi về cái văn hóa doanh nghiệp thôi, bởi vì em thấy là cái đấy thì chắc chắn là anh sẽ cũng có rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì anh đã trải qua rất là nhiều những cái quá trình vận hành của doanh nghiệp ấy. Cái trước khi mà anh gặp cái trường phái PDCA này ấy, của công ty ấy, thì không biết là cái việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của anh ấy, thì anh đã tiến hành xây dựng khi mà công ty ở cái giai đoạn nào của anh? Đấy là câu hỏi. Rồi, cảm ơn bạn. Câu hỏi rất trước khi học PDCA thì đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa? Sau khi đấy thì anh có và có áp dụng gì không ạ? Vâng, có áp dụng để thay đổi. Đúng rồi. Chính xác. Vâng. Em thế thì anh trả lời câu hỏi xong em hỏi tiếp được không, để cho đỡ rồi. Phải vâng, okay. Đỡ phải ghi nhiều ạ. Dạ. Nhất trí. Dạ, vâng. Thực ra cái xây dựng văn hóa doanh nghiệp quốc gia thì xây dựng văn hóa soi đường quốc dân đi. Đấy là chủ trương chung lớn. Còn đối với doanh nghiệp thì đầu tiên cái văn hóa nó là cái gốc, cái cốt lõi, là cái nền tảng tư tưởng của anh em chúng ta. Nhưng mà khi mình làm ngày xưa thì mình cũng đã học trong vấn đề học môn quản cái ngành quản trị có vấn đề về văn hóa doanh nghiệp. Khi mình học nó sơ sài, nó hàn lâm. Nói thì ai cũng muốn là có văn hóa, nhưng không biết là cái giá trị của văn hóa trong doanh nghiệp nó quan trọng như thế. Nên là làm văn hóa để mà làm văn hóa cho nó vui thôi. Chứ nó không phải là hiểu biến cái văn hóa trong doanh nghiệp nó trở thành giá trị căn bản cốt lõi để cho tồn tại cái môi trường cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Thì mình có xây dựng văn hóa ngày xưa cũng hô khẩu hiệu với anh em nhiều lắm, nhưng nó không có cái một cách nó bài bản, cũng tạo ra những cái văn hóa yêu thương này, những văn hóa chia sẻ này, nhưng mà duy trì nó và tạo ra giá trị thấm nhuần vào trong đội ngũ thì lại không có cách. Đấy, bạn học văn hóa doanh nghiệp rồi tới bạn làm nha. Đầu tiên phải hình thành cái giá trị văn hóa đó, xong thống nhất cùng với anh em. Chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta cùng riêng là chúng ta không cãi nhau trong doanh nghiệp chẳng hạn. Đấy là một cái giá trị văn hóa. Tùy theo từng cái mức độ, ví dụ của mình là cái đơn vị giáo dục thì mình xây dựng một văn hóa về văn hóa học tập suốt đời, văn hóa chia sẻ. Đấy là đưa ra cái câu tiêu đề văn hóa. Nhưng ứng dụng để cho nó thực hành cái giá trị và trở thành cái bản phản xạ bản năng trong mỗi con người thì nó chưa thành công. Nó có, nhưng mà nó không thành công được. Nhưng khi vào PDCA thì mình có cái nền tảng có sẵn rồi, thì mình chỉ hệ thống hóa và mình quy trình hóa lại, mình chuẩn hóa nó đi theo từng bước này. Bước 1 là làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì để nó thấm nhuần trong đầu anh em. Đấy là cái bước làm như vậy. Thì trước là có, các đơn vị, các doanh nghiệp cũng làm văn hóa, cũng nói nhiều về văn hóa doanh nghiệp, nhưng thực sự nó mang lại giá trị cho doanh nghiệp hay chưa, thì nó chưa thực sự mang lại đúng cái tầm giá trị của nó. Xin cảm ơn bạn. Vâng. Em rất là cảm ơn anh đã chia sẻ về câu hỏi thứ nhất ạ. Và câu hỏi thứ hai thì em cũng rất là tò mò biết là cái trước khi mà anh ứng dụng những cái công cụ hay là những cái cách phương thức quản lý theo cái tiêu chuẩn PDCA ấy, thì cái doanh nghiệp của anh thì đã gặp những vấn đề gì, còn nó đã ở cái trạng thái nào, và sau bao lâu thì anh đã áp dụng thành công, áp dụng cái phương thức PDCA thành công,
và anh cảm thấy là tức là thành cơ, tức là anh cảm thấy là đạt được cái mong muốn mà anh muốn vận hành cái doanh nghiệp của mình ấy. Sau bao lâu? Vâng. Trước đây làm cái phần doanh nghiệp trước ấy, cái đó thì nói là mình cũng khá thành công trong các hoạt động quản trị, cái lực lượng đông, hoạt động hiệu quả các quản trị. Nhưng cái tính hiệu quả đó thì nó làm cho mình này, bản thân mình, con người mình này, nó luôn luôn phải áp sát về bên cạnh nó, tức là luôn luôn phải điều hành nó một cách trực tiếp. À, nếu vắng mặt mình thì cái xu hướng mà doanh nghiệp nó đi xuống hoặc nó không hiệu quả, nó diễn ra ngay, nó xảy ra ngay. Bạn hình Vâng. dung không? Trước đây mình làm nên là mình luôn luôn phải gồng mình lên, mình cảm thấy nó rất vất vả, nó áp lực với công việc đó. Để mình không có cái tính khoa học trong cái vấn đề quản trị doanh nghiệp, nó không bài bản, nó không hệ thống, nó không đi theo từng bước cái lộ trình của nó. À, ví dụ vấn đề về nhân sự này, tuyển dụng nhân sự thì cũng góp nhặt vài cái phương pháp cách thức tuyển dụng nhân sự về, thế là chọn vào, nhưng mà quy trình tuyển dụng nhân sự thì chúng ta không có, nên là đợt này tuyển nhân sự thì thế này, đợt khác thì tuyển dụng nhân sự lại khác. Giai đoạn đầu mình tuyển nhân sự mình phỏng vấn rất là kỹ, à, sau đó mình về mình đào tạo huấn luyện xong, nhưng mà cái đó nó không thành quy trình một cái tài sản của doanh nghiệp. Đợt tuyển nhân sự lần sau thì thôi, thì là thích thì quan hệ bạn bè đưa ra cho nó vào, mình cứ tin tưởng là anh em ở trong đội ngũ làm nó tốt rồi nên là cho ai vào nó sẽ làm tốt theo. Nhưng thực ra không phải như vậy, nó phải có quy trình tuyển dụng nó đúng vào đó. Sau khi tuyển dụng xong thì anh phải đào tạo huấn luyện được nó để nó đồng nhất với cái văn hóa của mình vào, thì nó không phá mình. Đấy, mình chỉ nói ví dụ là như vậy. Nên khi mà áp dụng được cái bước này vào thì bắt đầu từ từ dần đứng bước bản thân chúng ta mới thoát ra cái đó. À, tuyển nhân sự cũng lên ông giám đốc này, duyệt nhân sự đến ông giám đốc thì mình làm tất mà. Đến vấn đề kỹ thuật, các đến giải pháp khác, quan hệ đối ngoại đối ngoại là mình phải làm tất. Nhưng bây giờ nó có công thức rồi thì giao cho một người bạn khác làm cái việc đó, thì bạn nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ này riêng cho mình. Thì mình bạn làm sai quy trình là tự dưng nó nổ ra ngay thôi, nó nổi luôn. Đấy, nên là Vâng. trong cái quy trình quản trị cũng vậy, và quy trình sản xuất cũng thế. À, chúng ta lại đang làm theo cái tư duy thủ công, quản trị cũng thủ công và quản trị theo chủ nghĩa kinh nghiệm, nên là học mót kinh nghiệm ông này ông thành công. Thực ra nếu học theo kinh nghiệm để trong quản trị thì nó khó thành công lắm, vì mỗi người, mỗi một doanh nghiệp nó cũng cái nền tảng, cái văn hóa có cái giá trị nó khác nhau, mình chỉ áp dụng một phần thôi chứ còn áp dụng nguyên một cái của ông chủ này và ông chủ kia nó khó. Ngay bản thân ông chủ chúng ta mỗi người có một cái lãnh đạo, có như có 4 5 cái phong cách lãnh đạo. Ông thì lãnh đạo phong cách dân chủ, ông thì lãnh đạo theo phong cách độc đoán, ông thì vừa dân chủ vừa độc đoán, hay là hai cái tùy theo cái tính cách của mỗi ông chủ mà họ có cách quản trị khác nhau. Đó. Khi mà xây dựng được văn hóa trong doanh nghiệp làm được thì thực ra là gắn kết một đội ngũ và là có cái tình yêu thương lẫn nhau, tạo được sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh đoàn kết trong doanh nghiệp đó tuyệt vời lắm. Thì là cái chia sẻ với bạn chỗ Việt là như vậy, và đặc biệt cứ học PDCA vào tự động hóa doanh nghiệp, tự động hóa doanh nghiệp, một doanh nghiệp hoạt động tự động hóa nó sướng lắm. À, nó sẽ giải phóng mình ra mình nhiều, thì lúc nào cũng an lòng, an tâm. Ông chủ ngồi đây nhưng mà yên tâm là công việc vẫn trôi chảy, vẫn mang lại hiệu quả. Chứ ông chủ ngồi ở đây mà ngoài kia nơi sản xuất nó lại thất thoát chỗ nọ, nó chậm năng suất chỗ kia, thì chắc chắn nó bảo an lòng an tâm khó, đúng không? Thôi cảm ơn bạn. Khi vào PDC thì bạn sẽ có công cụ để có cuộc sống hạnh phúc được, dễ đạt được. Em cũng và em cũng đang băn khoăn một cái là thực ra nếu mà doanh nghiệp mà giống như là thầy nói như là khi mà mình đã học ấy thì mình phải đổ hết cái cốc nước đi, cốc nước rỗng thôi. Nhưng mà bây giờ thì thường thường em thấy là hiện trạng giống như một vài em thấy là cũng nhiều đấy, là doanh nghiệp là cũng đang hoạt động dở chừng rồi, nửa chừng ấy, thì cái hệ thống nhân sự hiện tại thì nó đang 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 mình đã vận hành theo cái lối cũ rồi. Bây giờ mình áp dụng cái PDCA thì mình sẽ phải 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 đưa nó vào theo theo trạng thái gì cho nhân sự mới, hay là phải 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 sàng lọc cả nhân sự cũ theo quy trình đấy. Đấy đấy là cái mà cũng là Rồi, người rất cái đau đầu. chủ đề Vâng. này dài lắm. À, thầy nói ly Vâng. nước rỗng tức là cái tâm thế của chúng ta khi đi học là đi học với tâm thế ly nước rỗng. Và Chứ không, còn đấy em khi đang nói ví dụ. Vâng dạ. thế còn khi Vâng. mà chúng ta áp dụng đưa cái văn hóa vào trong doanh nghiệp ấy, thì nó lại sẽ có lộ trình. À, bạn tham dự vào rồi bọn mình sẽ chia sẻ một cái lộ trình để đưa
cái văn hóa vào trong doanh nghiệp như thế nào, nó cứ từng khâu từng bước của nó đưa vào cái là nó không được ngay đâu nha. Giống như đàn cá bây giờ nó đang ở môi trường nước đục, bạn thả ao sang môi trường nước trong là nó chết hết đấy. Nếu không phải nó sống ngay được, nó bay hết. Thì nó cứ từ từ lộ trình sau là sẽ được cộng đồng sẽ giúp cho Việt nha. Vâng, cảm ơn anh Việt rất là nhiều ạ. Và em xin phép là sẽ dành phần đặt câu hỏi cuối cùng cho anh Trần Xuân Dung nha. Em xin mời anh ạ. Trước hết xin cảm ơn anh Phúc đã có một cái buổi chia sẻ rất là nhiều giá trị. Và cảm ơn tất cả anh chị đã dành cho em cơ hội để được phát biểu. Không biết em nói mọi người nghe rõ không ạ? Có nghe rõ lắm. Dạ. Thì hôm nay em có hai câu hỏi muốn anh Phúc chia sẻ với cái kinh nghiệm nhiều năm mà đúc kết của mình. Thì bản thân em là cũng trẻ, và có những cái mà anh Phúc chia sẻ thì em cảm nhận rất là sâu sắc, bởi vì những cái này em đã trải qua rồi. Và có những cái mà em rất là tâm đắc, cái đặc biệt cái câu mà anh Phúc nói là mình học mình có kiến thức để có nhận thức, và nhận thức là dẫn đến cho mình hành động, hành động thì dẫn đến thói quen, tính cách và tạo ra kết quả. Và trong cái này em có thể bổ sung thêm cái kinh nghiệm của em, cái hiểu biết của em. Thì khi mà mình học mà mình hành động đúng, mình nhận thức đúng, mình hành động đúng thì sẽ tạo ra kết quả. Và khi mà nếu như mình nhận thức sai, mình hành động sai là sẽ lãnh hậu quả ngay. Thì cái đấy là cái mà em đã, với cái gì mà em đã trải qua là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là khi mà em làm việc với nhân sự thì mình luôn luôn muốn là đào tạo để nhân cái nguồn nhân lực của mình nó có được một cái năng lực tốt. Và cái mà để em đo lường được cái năng lực của nhân sự bằng kết quả đó là số lượng và chất lượng công việc trong với một tốc độ rất là nhanh. Thì với cái mà đo lường cái kết quả như thế thì nó sẽ giúp cho mình là làm xử lý một vấn đề nhanh. Nhưng mà em có một cái vấn đề em thắc mắc là không biết khi mà mình nhanh như vậy á thì nó sẽ hai cái yếu tố liên quan, đặc biệt là nếu như mình chọn một nhân sự mà họ có một cái nền tảng tốt thì cái chi phí cho doanh nghiệp nó cao. Còn nếu như mà mình chọn một nhân sự mà nó có nền tảng không tốt thì cái việc mà đào tạo của mình mất thời gian dài. Thì không biết là mình nên chọn cái hướng nào để cho nó tốt, bởi vì khi nhân sự anh đào tạo cho người ta lên một năng lực tầm cao rồi thì mình cũng phải trả cái chi phí rất là cao. Vì có một cái câu nói mà em rất là lĩnh hội của một số vị doanh nhân cũng nói như thế này, nghĩa là có khi anh đừng mong là sẽ tuyển được một đội hình là nó giỏi, mà khi họ giỏi, họ có đủ năng lực rồi thì anh cũng không có đủ tiền anh trả cho họ. Anh đủ tiền anh trả rồi thì họ cũng không ở với anh được lâu. Thì cái đó là cái mà em cũng rất là muốn là anh chia sẻ về cái chủ đề là về chi phí và năng lực. Và cái làm sao khi mà còn khi mình nhanh là nó cái lợi dục tóc bắt đạt, nhưng mà nếu mà mình không nhanh thì mình sẽ không đạt được cơ hội, mà mình cũng không thể giúp cho doanh nghiệp mình là đạt được cái kết quả như mong đợi được. Thì cái nhanh đó nó sẽ có là hai cái mà xảy ra, cái nghĩa là khi mình nhanh quá thì có những cái mình nóng, mà em thấy cái việc mà trong gia đình kể cả bản thân mình nhanh quá thì nó cũng sinh ra là nóng tính. Hoặc là mình có suy nghĩ đúng, mình suy nghĩ tích cực, nhưng mà những người thân bên cạnh mình họ không có suy nghĩ tích cực, họ không có cái suy nghĩ giống mình, nghĩa là khác, bị lệch tầng tư duy. Thì cái việc đấy nó làm cho mình rất là khó chịu. Mình muốn thay đổi họ thì có cách nào để mình thay đổi họ một cách là nó nhanh hay không? Thì em muốn là anh Phúc chia sẻ thêm cái chỗ là có cách nào giúp cho những người thân mình hoặc là những người cộng sự của mình họ thay đổi được cái về cái đầu tiên là về tư duy, từ những cái tiêu cực sang tích cực, hay là những cái mà cái gì có thể là hướng theo hướng tốt để cùng đồng hành với mình, hoặc là trong gia đình mình có thể mà vợ chồng có thể hiểu nhau, anh chị em có thể hiểu nhau và xây dựng một văn hóa trong gia đình nó tốt như trong công ty không. Thì em có hai câu hỏi như thế, muốn anh Phúc chia sẻ và anh chị em có thể góp ý thêm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô bạn Trần Văn Dũng. Nghe bạn chia sẻ hơn một phút tôi biết ngay là bạn thuộc nhóm đi. Để góc độ EIC là bạn nhóm đi, biết được nhóm đi như thế là thì trợ giúp nhóm đi như thế nào, biết nhau để trợ giúp cho nhau nó tốt hơn, và người nhóm đi thì cần thay đổi gì. Thì cái trước hết là bạn nói phát triển, dùng nhân sự để phát triển theo, thứ nhất là phát triển theo hướng phát triển nóng mà,
thì tùy theo cái điều kiện doanh nghiệp của bạn để bạn tuyển dụng nhân sự phát triển nóng á, nóng thì nó sẽ không nào đó là bền vững được đâu nhá. À, ta hướng phát triển doanh nghiệp là phát triển bền vững, không phải doanh nghiệp tồn tại nóng trong 2-3 năm, 5 năm bốc hỏa lửa lên rồi sau đó thì nó tự tiêu tan đi, mà chúng ta phải xác định bền vững. Mà đã bền vững thì bạn phải cấy từ gốc, phải cấy từ gốc, phải tạo cái gốc nó tốt, đó chính là cái nền tảng. Bạn khi bạn có gốc tốt thì bạn mới giữ được nhân sự. Nhân sự ở là với bạn vì lương, thì cứ lương thấp là họ đi. Thì còn nếu nhân sự ở lại với bạn ở giá trị văn hóa của doanh nghiệp bạn tạo nên thì họ sẽ không đi. Còn lương thì chúng ta không là doanh nghiệp không bao giờ có thể chạy theo lương để mà giữ nhân sự được đâu. Cái đó sẽ là thất bại. Phát triển nóng, ok. Còn phát triển bền vững, bạn không lấy được cái nền tảng đó. Sau sâu về BD, về PDCA, bạn sẽ học được thêm nữa về những vấn đề quản trị nhân sự. Đây nó có cái quy trình, có công thức của nó để tuyển dụng giữ và sử dụng, sau đó thì sa thải. Tất cả nó phải có quy trình của nó. Và cái ma trận về nhân sự, bạn sẽ biết được ra nên để những ai và bỏ những ai, cần đến chỗ nào. Và chắc chắn là bạn trồng cây thì bạn trồng từ gốc, cây nhỏ cây con lên thì cây nó sẽ bền vững hơn, thay vì cái việc bạn này kia. Thì tùy theo từng mức độ mà. Đấy là ý nhất là bạn phát triển nóng liên quan đến nhân sự. Họ ở lại họ đi thì nó không phải do việc đồng lương đâu. Cái đồng lương nó chỉ là tạm thời để giữ con người thôi. Con người khi đến mức độ nào, khi tháp nhu cầu Maslow á, bạn chỉ trả tiền người ta đến mức độ, người ta lúc đó phải giữ lại bằng cái giá trị khác. Đấy, ý thứ nhất. Ý thứ hai là bạn muốn thay đổi người khác thì bạn trái quy luật, đời không ai thay đổi. Chúng ta chỉ có quyền thay đổi mỗi duy nhất ta thì cũng không thay đổi được ai đâu. Chủ doanh nghiệp thì chúng ta phải làm gương cho sự thay đổi đó. Bạn muốn thay đổi người khác trong gia đình thì cũng là như vậy. Đừng bao giờ đặt tư duy là thay đổi người khác, mà hãy thay đổi chính mình thôi. Thay đổi chính mình là cái thay đổi dễ làm nhất và nhưng cũng là cái khó nhất là chúng ta thay đổi. Và quan trọng hơn đó, mà làm thế nào thay đổi cho nó đúng, cho nó trúng, chứ không thay đổi bằng biện pháp bạo lực này bằng biện pháp bạo lực khác thì nó lại không phải là những thay đổi nó đúng, không thay đổi tích cực. Thì cần có những cái chuyên mục về vấn đề làm thế nào để thay đổi cho mình. Mình phải hiểu chính mình thay đổi được mình. Và khi mình hiểu người khác rồi thì mình mới giúp. Mình chỉ giúp thôi nhé, trợ giúp cho họ thay đổi, chứ mình không có quyền bắt họ thay đổi đâu. Mình có quyền duy nhất bắt mình để mình thay đổi thôi. Trong gia đình cũng vậy mà. Mong rằng là bạn Dũng nhóm đi này này sẽ nhanh chóng gặp được những cái cơ duyên để làm sao giúp cho chính mình thay đổi nhanh. Khi thay đổi được thì nó nhẹ nhàng, nó an hòa lắm. Nó đỡ bị sốc về mặt tâm lý. Nhiều lúc là anh em mình vất vả trong quản trị doanh nghiệp, rồi về đến nhà còn có nhiều nỗi khổ, còn vất vả hơn cả doanh nghiệp. Rồi, chia sẻ với Dũng thế nhá. Nếu thời gian nó ngắn quá không thì chia sẻ dài hơn nữa được rồi. Cảm ơn Dũng. Rồi, hay. Dạ, em rất là cảm ơn anh. Thứ hai là em muốn hỏi thêm anh một chút. Ý là trong cái vấn đề mà để tìm hiểu hay là để mà mình học cho nhanh á, thì có những cái gì mà anh đã trải qua thì theo anh là nên để cho tự nhiên trong thực tế khi mình vấp phải hoặc mình vấp ngã mình đi tìm, hay là mình nên chọn cái hướng nào để mà tìm người thầy hoặc là tìm cái mà để cho mình học cho được nhanh hơn để mình phát triển bản thân anh? Đúng rồi, câu hỏi rất hay, rất đáng giá. Làm thế nào để tôi đi nhanh mà không bị vấp, không bị ngã, hay chờ tôi ngã rồi tôi rút kinh nghiệm, đúng không? Dạ đúng rồi. Có cái việc đầu tiên mà bạn lựa chọn. Thứ nhất là mình rất là thấy rất vui và rất là phấn khởi khi bạn chọn vào cái môi trường học PDCA. Bởi vì mình học cũng rất nhiều các loại hình học rồi. Nhưng quá trình nó cóp nhặt được cái đó, nó không mang lại được nhiều trong vấn đề. Nó giải tỏa cái bức tranh quản trị của mình. Nhưng khi học PDCA thì mình được giải tỏa. Và mình thấy được cái giá trị PDCA. Mình không là thành viên PDCA mà mình không... Mình nói là từ cái sự trải nghiệm của mình khi ứng dụng cái PDCA vào thì nó giống giúp cho chúng ta, nó giống một cái công cụ phương tiện để bạn có thể sở hữu một cái chuyên cơ bay lên bầu trời một cách bình thường. Chứ còn nếu bây giờ mà bạn không có cách thì thậm chí đi cái xe máy bạn cũng đi không xong, quản trị doanh nghiệp nhỏ thì được. Và muốn làm việc đó thì buộc bạn phải có sử dụng đến những chuyên gia hay là những người thầy ấy, nói chung là phải thế. Và tìm đúng chuyên gia. Thì thứ nhất là
PDCA thì chuyên gia Hoàng Đình Trọng sẽ giúp ta con đường đó. Cái quan trọng hơn thứ hai nữa là bên cạnh cái việc của PDCA thì có cái đội ngũ chính chúng ta này, cộng đồng doanh nhân, anh em chúng ta chơi với nhau, cộng đồng FOH. Bạn chưa hiểu được FOH của bọn mình, nhưng mình nói một chút là FOH là những con người mà có khát vọng, cái khát khao để thúc đẩy cộng đồng doanh nhân Việt Nam nên cùng phát triển. Giống như mình đang chia sẻ với các bạn đây là cũng với cái mong muốn, cái khát vọng để trợ giúp cho anh em làm doanh nghiệp bài bản nhanh nhất và thực hiện được cái ước mơ trong cuộc đời của mình, thực hiện tròn cái sứ mệnh của mình. Ngoài ra không có mong muốn gì hết, không để rồi các bạn phải báo ơn hay là phải biết đến chúng ta, không có cái gì cả, chỉ một cái tâm khát vọng là cho đi. Thì mong muốn có cái thuận lợi, cái cơ duyên sớm anh em mình gặp nhau trong chương trình của FOH, thì chúng ta còn trợ giúp nhau nó chi tiết lắm, kỹ càng lắm, rất chi tiết. Anh em trong cộng đồng này thậm chí là ngồi đến tận 12 giờ đêm để chỉ cho bạn những vấn đề khúc mắc, những cái tháo gỡ khó khăn trong vấn đề nhân sự, trong vấn đề là tài chính, các chuyên gia hàng đầu. Các bạn làm với cái tâm thiện nguyện, tâm giúp đỡ cho doanh nghiệp, chứ không phải vì một cái cắt vào cái tâm nguyện nào khác cả. Chúc mừng cho Dũng nhé. Để Dũng sẽ cứ yên tâm là được vào cái này thì bên cạnh nó không bị cô đơn ngay trong vấn đề quản trị của mình ấy. Thiếu đâu hỏi đấy, mắc chỗ nào hỏi anh em có được thông tin ngay. Chơi chơi mình vui lắm, anh em như anh em một nhà ruột thịt, cảm thấy là yêu thương và lo lắng cho nhau vô cùng. Rồi cảm ơn Dũng, chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn anh Phúc rất nhiều, hy vọng là sẽ sớm được gặp anh face to face. Face to face rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn các anh chị. Dạ vâng, cảm ơn anh Dung rất là nhiều ạ. Và thời lượng của buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã hết rồi. Nên là thay mặt cho PDCA và tất cả các anh chị ở trong phòng Zoom thì em xin gửi lời cảm ơn tới anh Phúc đã dành thời gian để chia sẻ rất là nhiều kiến thức giá trị trong buổi tối ngày hôm nay. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị học viên đã tham gia rất là trọn vẹn và năng lượng trong khoảng 2 tiếng vừa rồi. Đó. Và để trước khi kết thúc buổi workshop ngày hôm nay thì em xin mời anh chị chúng ta hãy cùng mở camera lên để có thể chụp với chuyên gia của chúng ta một vài tấm ảnh kỷ niệm được chứ ạ. Em xin mời anh chị chúng ta hãy cùng mở camera lên nha. Và nhờ ban tổ chức hãy chụp giúp em một vài tấm ảnh ạ. Đầu tiên anh chị hãy thả tim nhỏ ạ. Rất cảm ơn cả nhà. Và em xin tiếp đếm nha. 1, 2, 3. Vâng, tiếp theo là tim vừa ạ. Và 1, 2, 3. Văn hóa PDCA. Vâng, và cuối cùng là tim lớn ạ. 1, 2, 3. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh chị vì đã vẫn còn ở trong phòng Zoom đến bây giờ và chúc cho anh chị sẽ áp dụng được những kiến thức của chuyên gia ngày hôm nay chia sẻ. Và hẹn gặp lại anh chị vào buổi workshop vào tối thứ 6 tuần sau ạ. Nhờ ban tổ chức hãy mở mic giúp anh chị để chúng ta có thể gửi đến nhau những lời chào nha. Chào DDCA, chào anh Phúc, chào ban tổ chức, tất cả anh chị em ạ. Chúc anh chị em một buổi tối tốt lành. Chào anh MC, xin chào tất cả các bạn, những người bạn thân yêu, các doanh nghiệp thân yêu của tôi. Chào các anh chị em ạ, chào mọi người ạ.